sáng sớm cũng sớm nữa đâu với nhi là trưa rồi mọi người nè tại như vậy từ 5 giờ sáng cho nên là với nhi giờ này là sắp hết ngày rồi 500 anh em vô chưa có trực tiếp thì cả trời có người hỏi có trực tiếp thì cả lần sao Nè nhi không có chơi theo kiểu là mấy bạn à, gửi câu hỏi xong rồi à, nhi phải đi google rồi xong như ngồi như quay phim rồi nhi đăng lên cho mấy bạn không nhi luôn có khả năng như dùng từ khả năng trả lời trực tiếp cho các bạn vô trong bản mặt để chúng ta đỡ mất thời gian của nhau đó cũng là một trong những lý do nhi khuyến khích tất cả các bạn đặt câu hỏi chất lượng tại vì câu hỏi mà thiếu muối thiếu não và thiếu iốt không được welcome ở trong kênh này rồi các bạn sẽ hỏi chị nhi câu hỏi như thế nào là câu hỏi thiếu muối và thiếu chất lượng câu hỏi thiếu muối và thiếu chất lượng là khi bạn chưa coi hết uh, gần năm ngàn cái video của nhi năm ngàn video ở đây là như nói tất cả các kênh tổng hợp lại như có tới mấy kênh lận là... tim nhi nó rất là yêu thương các bạn cho nên nó luôn bỏ dịch cho các bạn coi nữa cho nên là từ kênh tiếng anh cho tới kênh tiếng việt nhi làm rất nhiều video dạy học kể okay, cho nên đừng có làm biến nữa Yeah, coi hết video đi, rồi hẳn hỏi Thậm chí tim như giờ nó kêu là chị Nhi, chị Nhi đã trả lời ròng rã bao nhiêu năm rồi 9, 10, 2019, 20, 21, 22, 23, gần 5 năm rồi mọi người Cũng 5 năm trả lời rồi đó mà chưa thấy hết câu hỏi Cho nên Nhi biết chắc là còn nhiều câu hỏi mà các bạn cần Nhi trả lời lắm cái Khi nào hết câu hỏi thì hết trả lời nhưng mà như thường lệ, không trả lời trùng lập không trả lời lại những câu đã trả lời rồi, không trả lời những câu đại loại như là chị ơi anh người yêu em có con khác, chị ơi con bồ em nó không có yêu em, nó không có xuống dưới, nó không có uh, này kia kia nọ với em, chị ơi uh, má chồng em, chị ơi cha dượng em, chị ơi ba ba chấm đại loại các các câu kiểu như vậy. Như đã trả lời rồi cho nên là như không quay lại những cái câu đó, ngày như không quay lại những cái câu mà lâu lâu vẫn có mấy con nó vô nó chọc như hơi khùng xíu thì như la nó một xíu thôi nhưng mà trung bình thì những câu yêu đương như đã trả lời hết rồi các bạn đi vô trong kênh của nhi đề nghị kiếm lại mấy cái video đó để nghe thậm chí má chồng thậm chí mua vàng thậm chí đám cưới thậm chí cái cái quần gì tôi cũng trả lời rồi hết á giờ yeah. tôi không thấy nào mà tôi vui vẻ hơn được với mấy người được hết á cho nên như thường lệ hãy đặt câu hỏi một cách có chất lượng hãy là người coi um, uh, cho thấy mình là một người sáng suốt sáng dạ giờ để cho nhi đọc câu hỏi nhi cũng thấy đã cái nơi nhi để cho mọi người bắt đầu thôi tất cả các, các nền tảng của nhi nhấn like share subscribe hết chưa tất cả các kênh các bạn đang coi like từ kênh nào đi qua kiếm những cái kênh còn lại chị nhi ơi làm cách nào để được làm mentee của chị Nhi <laughs> nhiều đứa nó hỏi câu này lắm Nhi nói với bạn nghe nè các bạn vô tim Nhi Lê mà mới có 3 tháng các bạn bỏ đi các bạn vô tim Nhi Lê mới có 6 tháng các bạn lên leader mà các bạn nản các bạn không có phấn đấu rồi các bạn chưa có có nghĩa là các bạn chưa có cho tim nhìn thấy được là tại sao các bạn nên gần ở phía trên nhi hơn tại vì những cái bạn mà lit mấy bạn á hay là như còn gọi là leader mà như train và đào tạo á. Họ ở với như cả mấy năm rồi các bạn. Dạ hơn 2 năm rồi. Tức là họ biết cái tính cái nết của Nhi và họ cũng các bạn đừng có nghĩ mấy bạn nó khác cái gì với mấy bạn không. Tất cả những cái người đó ăn cứt ăn cám nhiều hơn cả mấy bạn luôn, mấy bạn vô sâu thôi. cái okay. Mấy bạn vô sâu nên mấy bạn không biết thôi. mấy bạn mà ở với chị Nhi lâu á chịu đựng dùng từ chịu đựng thôi quá nhưng mà họ vượt qua rất là nhiều thứ để họ vẫn ở lại đây ngày hôm nay bởi vì cũng vượt qua nhiều thứ lắm ok ai thích làm anh danh giơ tay coi danh có đứa nhường nhiều... coi đứa nào muốn làm mày tao nhường kìa mình nhường ông danh ai muốn làm gì thầy danh thầy là giờ nhường á ừ tụi bay tưởng hai tụi nó sát háng tao dễ sống lắm à. <laughs> à, đại hội kẻ xấu chị nhi bắt đầu <laughs> đại hội kẻ xấu chị nhi bắt đầu làm học trò nhi leo không có khó ok tự <laughs> đi mà <laughs> cái nhường cái gì mà nhường <laughs> ở gần vậy không dễ đâu tụi em ok em là học trò của chị mà chị mới la em ba câu mà em ngồi mông gối em khóc là em không mở được rồi đó tại vì sáng nay mới làng bùa luôn á phải không trung <laughs> <laughs> ơi <laughs> làm bồ vậy nha dễ sống mà ăn chửi mỗi ngày thôi và bởi vì chúng ta nói về chuyện làm bồ dễ sống không hãy nói đến chuyện nể vợ hay sợ vợ nào <laughs> tụi em có biết á, anh trôi cục cưng của tụi em á cái thằng mà tụi bay coi video rồi trời ơi anh dễ thương quá chị anh cưng quá cái thằng ngày nào cũng bị tao ăn tao cho ăn uh, ăn la biết không tao la bùa tao mà thằng trung nhiều hồi nó nó nóng mặt tụi bay biết không nghĩa là tao nghĩ thằng trung nó nóng mặt hơn thằng bùa tao dạ yeah. chỉ có ảnh tập thể dục chung mà nên là trung sáng nào cũng được nhìn thấy cảnh hai đứa này nó má nó đang giỡn với nhau hay nó đang chửi lộn nhau <laughs> à. À. chị là một người rất là khó tính với ngôn ngữ chị là người rất là khó tính với ngôn ngữ tụi em có giỡn những cái câu mà chị tại vì cái lỗ tai của chị như nó rất là nhạy chị được đào tạo và training để trở thành một cái người mà lắng nghe người khác nói dù là người ta có giỡn nhưng mà cái câu của họ giỡn mà mang tính chất hạ bệ họ xuống với chị tân nói rồi mà bruce lee cũng nói cái câu đó bạn không nên giỡn với bạn thậm chí là những cái câu tiêu cực luôn thậm chí bạn giỡn với bạn là bạn ngu bạn đù bạn dốt bạn này kia kia nọ tất cả những cái câu đó bạn không có quyền nói là tôi giỡn thôi mà tôi giỡn thôi mà không phải bạn cái cách bạn giỡn với chính bạn tức là cái cách bạn đang coi thường bạn tức là cái cách bạn kiểu như là bạn phủi bụi cho qua xuống dưới trần nhà dưới dưới gầm nhà rồi cho xong để không có giải quyết vấn đề kể cho nên là Nhi là một người mà ai mở mà gần Nhi á mà các bạn nói chuyện mà các bạn không có cẩn thận ngôn ngữ của bạn á ok anh như sẽ dập như sẽ dập cho bầm đen luôn như chỉnh sửa những cái bạn ở cái bên như từng câu từng chữ từng dấu chấm từng dấu phẩy như khó tới như vậy mấy bạn cho nên là các bạn đừng có mong muốn là học trò của nhi và gần với nhi tại vì các bạn càng gần với nhi các bạn càng rất là khó để mà vượt qua cái tôi của bạn để cho Nhi chỉnh sửa các bạn từng ly từng tí như gọi từng ly từng tí luôn ok tức là có nhi có sắp tới một cái lúc như nói vừa nói câu gì á lặp lại chị nghe hử là chỉ muốn họ chính nghe chính cái câu họ vừa mới nói luôn để anh chi để họ biết được là bạn không thể nào tiếp tục nói chuyện kiểu như vậy được tại vì cái câu bạn đang nói á ok bạn sẽ nghe thấy chính bạn đang nói với bạn cái gì luôn và đó là cái cách mà như vậy học các bạn ở gần với nhi á các bạn sẽ bị thậm chí Tao nói rồi đứa nào muốn làm chị thầy với anh danh vô vô nè đó chắc riêng tụi nó anh cho em thế chân anh tao bảo đảm màn danh nó nhường nó nhường liền luôn á Giờ đứa nào ở gần vậy ngay riết một thời gian nó cũng nhường. Dạ. Yeah. Nhị có tiêu chuẩn rất là cao đối với những cái người học với nhị. Nhị sẽ rất là thông cảm và hiểu chuyện và cho các bạn thời gian. À, nhưng mà nếu như các bạn đi vô và than thở và lặp đi lặp lại á một cái á quá ba lần á là nhi sẽ dỗ nước thẳng vô mặt nhi sao nhi sẽ không nhịn nó rất là nhiều bạn vô lớp học với nhi á và họ tự ái á sau đó họ không vô nữa họ tự ái tại vì họ than đúng một câu dung lần đầu nhi sẽ nói là ok chị hiểu ok đây là cái cách em có thể giải quyết ok về nhà bắt đầu tập đi và lần thứ hai họ tới họ không kể ý câu chuyện gì nó ok khi mà mình uh, tập luyện một cái gì đó thì nó sẽ có resistance tức là mình không có muốn làm tiếp mình muốn bỏ cuộc nhưng mà đừng có bỏ cuộc em chị biết mình sẽ đi lên đi xuống giống như nhảy đầm vậy đó cha 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 làm đi làm lại tập đi lặp lại và mình sẽ cảm thấy là hình như mình không có tiến bộ gì hết nhưng mà đừng có bỏ cuộc tới lần thứ ba là đậu má nó chết với tao luôn á là trong lớp tao quạt vô mặt nó là tao nói mày mày bước xuống mày nín tao không cho mày giơ tay nó luôn đó là lần thứ ba của nhiều các bạn phải biết là để cho nhi tới lần thứ ba mà như quạt một ai đó vô trong mặt là nhi nhớ rất dài một cái đầu như đã ra không phải như người bình thường như rất là sắp sắp là cái gì mọi người nhạy bán và sắc sắc bén như có thể nhớ được là người cái người này đã hỏi những cái câu gì vui như có dạy cả ngàn người nhưng vẫn nhớ tại vì mỗi người sẽ có một cái uniqueness một cái đặc biệt riêng khi họ bước vô lớp cái cách họ hỏi cái cách họ nói chuyện cái cách họ chia sẻ và nếu như các bạn không đủ tinh thần thép để ở lại học với nhi tại vì nhi không có dễ dàng cho bạn ok Nhi là cái loại thuốc mà các bạn muốn được uống để giải độc nhưng mà uống vô cái là cả người xanh say sẩm mặt mày chóng mặt khoa mày uh, cảm thấy khó chịu buồn nôn cảm thấy nóng hừng hực trong người cảm thấy stress cảm thấy bực bội cảm thấy muốn đấm vô tường cảm thấy muốn muốn giết luôn mà Nhi với vợ vậy đó. đó là Nhi đó Nhi Lê không dành cho tất cả mọi người giờ nên các bạn đầu tiên bạn phải hỏi các bạn đừng có cảm xúc lên là chị nhi muốn học với nhi nhi muốn gần với nhi ai cũng muốn gần được với nhi đó nhưng không có phải là người khó gần giờ mấy bạn mà gặp nhi ngồi đời rồi các bạn biết nhưng mà ở với nhi là một cái khác đó tự nhiên nói tới khúc này tao cảm thấy tao nể bồ tao ghê bay sáng nào cũng bị ăn la của tao nhưng mà vẫn có thể ở được với tao mà như la mọi người biết rồi nhưng không có phải la theo kiểu ồn ào theo kiểu là không có não không có muối đâu nhưng mà đưa một câu ra như la là nó sẽ đi kèm với dẫn chứng bằng chứng sổ sách khoa học chứ không phải là Nhi la một cái câu mà như không có nhưng không biết là như đang nói cái gì và chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện nẻ vợ và sợ vợ dạ yeah. như nghĩ là tất cả các anh đàn ông á muốn công cho một cuộc đời yên ổn để ở với người phụ nữ của mình á vợ mình nói cái gì cũng ừ em em đúng rồi đó anh thương em quá anh yêu em quá đi ừ được đúng, đúng rồi đó kệ nịnh vợ thôi giờ chúng ta không nể hay sợ nữa chúng ta chỉ nịnh thôi người chịu được tính chị nhi là người thương chị không em không đúng con chị nó cũng thương chị vậy nhưng nó đâu có chịu được tính vậy đâu chúng ta phải có một cái ranh giới biết à? tao không tao cũng thương nó tao đâu có chịu được tính nó đâu ranh giới tức là em biết khi nào là đủ để em bước đi ra để em không có làm phiền đến cuộc đời của nhau. Như biết như là một người nghiêm túc các bạn, như nhận thức rất rõ như là người khó chịu như là người kỹ tính như là người có boundary như là người có ranh giới như là người um, biết mình muốn cái gì và không muốn cái gì. Ok. Cũng bởi vì cái sự rõ ràng đó nó làm cho mình rất khó để sống với người bình thường. Nhi muốn nói như thánh thần gì hết như nó thiệt Nhi là người ở trong cái top hai phần trăm nhưng không có ở được với người bình thường nữa tại vì cái câu nào họ nói ra Nhi cũng như muốn đấm vô cái lỗ tai như là họ là tiêu cực họ là nạn nhân họ là yếu đuối Nhi không có Ờ uh, Nhi không có chịu được cái đó vô lỗ tai Nhi có rất là nhiều người họ họ dễ dãi với bản thân họ họ cho phép những người tiêu cực này ở trong cuộc đời của họ Nhi thì không như không dễ dãi với bản thân như nói với bạn là như không như không giỡn với bản thân như dù là một câu tiêu cực như không giỡn luôn hiểu không ví dụ như là ờ, ờ, như như thấy như như dốt như không có phải uh, không à, như không có như người khác sẽ nói là như chảnh chó hay là một tự tin quá mức nhưng mà đối với như là như biết như có năng lực năng lực các bạn năng lực tức là như biết như giỏi cái gì và như biết như không giỏi cái gì có những cái như không giỏi là như sẽ nói thẳng là như không giỏi như không giỏi về công nghệ như nó nói với bạn rồi tất cả những cái này bởi vì như đam mê dạy học cho nên như làm nỗ lực hết mình để như làm được cái dàn giáo này để mà livestream cho các bạn thôi nhưng không có đam mê camera điện thoại cái đó gọi là năng lực bạn biết được bạn có năng lực gì và không có năng lực gì nó không phải ai ở với nhi cũng vì thương nhi đâu giờ yeah. và có những người họ phải đi ra ngoài đời họ dập mặt rồi họ mới vô lại có những người họ khôn ngoan hơn chút họ biết được là họ đã dập mặt ngoài đời rồi cho nên họ mới gặp nhì rồi có những người là họ tỉnh táo hơn chút nữa là họ còn trẻ nhưng mà họ biết được họ họ tin vô cái trực giá của họ là đây là cái người thầy họ muốn ở chẳng hạn dù bất cứ lý do nào các bạn phải biết rồi là nhi không dành cho tất cả mọi người dạ nhi không phải là cái mẫu phụ nữ mà dành cho tất cả mọi người thiệt luôn á nhi nhận thức được cái đó luôn dạ xin lỗi mọi người bôi kem xí cứ mỗi lần ngồi đây á không biết là bụi hay là cái gì nữa mà nó ngứa mũi câu sợ vợ và nẻ vợ này nhưng sẽ để cho những anh thanh niên có nhu cầu có vợ tự chọn lựa ok bằng nẻ hay bằng sợ gì đó không được đối với nhi ở với nhau là tôn trọng nhau thôi gây vợ ở với nhau là phải nhiều hơn là tình yêu, yêu không đủ, ok, yêu không đủ đâu, mà còn phải hiểu tính nhau rồi tiếp tục học với nhau rồi tiếp tục ở với nhau rồi tiếp tục uh, trao dồi bản thân nhau và nâng cấp với nhau, tình yêu không bây giờ là đủ hết á, tình yêu không đủ, dạ yeah một trong những cái như nói như vậy để các bạn hiểu đến như để chữ để vợ nẻ vợ sợ vợ này như sẽ dạy theo kiểu khác như sẽ không dạy theo những cái mà các bạn nghĩ bình thường nếu các bạn đọc cuốn sách tình yêu hay tình dục của nhi rồi á thì các bạn sẽ biết là nhi đã nói rất rõ là cái tình yêu thời kỳ đầu 9 tháng cho tới 10 năm đầu của bạn á nó là honeymoon period á nó sẽ hết ok 9 tháng cho đến 3 năm ok tất cả các cặp đôi nó sẽ trải qua cái ủa chị xem màn hình chưa chị chưa xem màn hình hả xin lỗi xin lỗi ok chín tháng cho tới 3 năm đây là thời kỳ trăng mật Ok Đây là thời kỳ trăng mật của mỗi cặp đôi Ok Sau cái 3 năm này Đa phần hầu như các bạn sẽ thấy ly hôn rất là nhiều rạn nứt rất là nhiều bởi vì tình dục nó trở thành cái điều tình bình thường cho đến tầm thường nó không còn là cái motivate hay là cái mục đích để níu kéo hai người lại với nhau nữa họ cảm thấy tình dục nó không còn là cái mà có thể giải quyết vấn đề cho họ nữa thì thà, đa phần đây nó sẽ xuống cái đáy đầu tiên của cuộc hôn nhân ok đó là chín à, 9, à, 9 tháng cho tới 3 năm đầu rồi cái kế tiếp cái chặng kế tiếp mà tất cả các cặp vợ chồng hay là còn gọi là yêu thương nhau sẽ trải qua đó là năm năm cho tới 7 năm Ok 5 năm cho tới 7 năm đây là cái lúc các bạn gặp cái biến cố thứ hai như gọi là trưởng thành khác nhau trưởng thành khác nhau tức là các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy hai người có cái nhu cầu về uh, sự nghiệp khác nhau được chưa rồi họ lớn họ phát triển theo hai cái con đường nó không còn song song nữa nó kiểu vậy nè anh đi đường anh em đi đường em anh tập trung vô cái này em tập trung vô cái này vậy đó được chưa thì đây họ đi xuống cái đáy thứ hai của vợ chồng nếu như các bạn vượt qua được chín năm đầu chín tháng cho tới ba năm đầu này các bạn sẽ tiếp tục ở với nhau thêm năm bảy năm nữa thì các bạn sẽ xuống cái hố thứ hai được yeah. Dạ, yeah. rồi đây là cái hố kế tiếp. Dạ. Yeah. Có nhiều người tới đây họ nhận thấy là tôi không có còn cùng chí hướng với anh và tôi không còn cùng phát triển với anh nữa. Tôi cảm thấy là chúng ta là kết hôn với nhau hay chúng ta ở với nhau nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy một cái tương lai chung với nhau. Ok. Vậy thì á tới đây nhiều người họ cũng quyết định ly hôn hoặc là họ tách biệt nhau ra giờ yeah. nhưng nếu em và người bạn đời của em lại vượt qua được cái ngưỡng này tiếp á ok thì cái cái tiếp đó là 10 năm cho tới 17 năm khi ở được với nhau á dạ yeah, tụi em sẽ thấy là người ta vượt qua một cái kỷ nguyên mới của cuộc hôn nhân đến lúc này cái vấn đề mới mà họ nảy sinh ra đó là quên cách làm bạn của nhau quên cách làm bạn là sao tại vì á, tụi em đã ở với nhau 10, 10 17 18 năm á Ok tụi em quen với cái chuyện là người này là gia đình của mình rồi gia đình tức là cùng chăm con với nhau cùng tạo sự nghiệp với nhau cùng phát triển với nhau cùng chăm gia đình nội ngoại hai bên cùng lo cho gia đình con cái hai bên cái okay. từ 10 đến 17 năm này cũng là cái thời điểm những cái cặp đôi mà các bạn thấy ví dụ họ có con lớn hơn chút có con đi học đại học hoặc là con ra khỏi nhà họ bắt đầu họ không có ở được với nhau được nữa họ bắt đầu không còn hiểu nhau nữa tại vì ngày xưa họ có cái thứ để làm chung đó là con con cái hoặc là gia đình hai bên để chí hướng để kéo họ lại bây giờ con đi đường con cha mẹ phải ở với nhau thì họ quên mất cái cách làm bạn bầu bạn với nhau làm sao để mà tâm sự nói chuyện giỡn vui đùa với nhau ok để mà có thể uh, tồn tại với nhau tiếp trong cái chặng đời cuối cùng ok thì nếu như bạn vượt qua được cái ngưỡng này á ok thường á các bạn sẽ nói chị nhanh như em có mấy người em thấy 20 25 năm vẫn ly hôn chị đó là bởi vì từ đầu này họ đã sống chịu đựng với nhau từ đây đến đây nè ok họ sống trên giấy tờ thôi nhưng mà thực tâm tụi em ở chung nhà tụi em cũng biết họ không ngủ chung họ không có sinh hoạt chung cái lúc này nó chỉ là thủ tục thôi nhưng mà chị đang nói đến những người mà thực sự chiến đấu dùng từ là chiến đấu á, cho cái cuộc hôn nhân của họ Ok thì đây là cái hành trình họ phải vượt qua họ phải thực sự vượt qua chị nhi không vượt qua được cái năm thứ ba này ok chị nhi ở trong cũ của chị nhi đến năm thứ ba là hai tụ chị ly hôn sau 3 năm là ly hôn hồi đó nhi không có biết kiến thức này các bạn ok cho nên nhi nghĩ cái đúng hơn để nói rồi các bạn nói vậy sau 17 10 17 năm này rồi họ sao chị đa phần những cái cặp đôi mà qua được 10 17 năm này rồi họ bắt đầu trở thành companionship ok companionship tiếng việt là gì là bầu bạn phải không tri kỷ và bầu bạn tuổi già, ok tức là họ đã vượt qua hết tất cả những cái sóng gió này rồi để họ đến cái thời điểm mà chúng ta gọi là bình yên, giờ yeah. họ đã vượt qua tất cả những cái khó khăn nhất của cuộc đời đầu tiên là vượt qua được cái chuyện là ngoại tình với tình dục với yêu đương vớ vẩn họ vượt qua được cái kế tiếp đó là bứt phá bản thân họ trong cái hành trình đi tìm kiếm cá nhân của họ phát triển bản thân của họ đi theo cái con đường họ muốn rồi song song đó vẫn có gia đình ok họ cũng vượt qua được cái ngưỡng thứ hai rồi họ đến với cái ngưỡng thứ ba là không có một cái lý do gì để họ ở chung với nhau nữa tức là xưa giờ có gia đình con cái bạn bè nhưng mà họ vẫn chọn ở với nhau đó là lý do tại sao á thay vì nói sợ vợ hay nể vợ nhưng nghĩ các bạn nên bắt đầu tìm hiểu cái kiến thức để làm sao để mình trân trọng vợ mình để mình ở với vợ mình lâu hơn và cái này đúng cho cả nam và nữ luôn nếu như cả hai bạn yêu nhau và nhận thức được cái hành trình này khi nó đến các bạn sẽ không bị sốc các bạn sẽ không có bị vỡ hòa các bạn sẽ có cái nhận thức để mà ngồi xuống để mà tâm sự với nhau để hiểu được là à mình không có một mình rất là nhiều cặp vợ chồng cũng trải qua cái vấn đề này và không có gì sai khi mà mình đi tìm sự giúp đỡ ở ngoài bằng cách hai vợ chồng cùng học để nói chuyện cùng một ngôn ngữ với nhau, để tâm sự với nhau để giải quyết với nhau. Đến cuối cùng á, cái hành động cộng với cái trao đổi. Hành động ở đây là phải thay đổi cả hai cũng phải thay đổi để mà thích nghi với từng giai đoạn trong cuộc đời, Tại vì theo thời gian hai người sẽ là một, một gia đình. Cái và khi nó là gia đình á sẽ không có vụ sợ hay nể gì ở đây nữa đó là cái sự chọn lựa ở lại với nhau dạ yeah. đó một câu hỏi rất chi là cơ bản nhưng như đưa cho các bạn câu trả lời rất chi là có tâm đó Và yeah, cô giáo có tâm nhất đó tụi bây giờ này thích tôi dạy ipad phải không tao biết mà bữa nay ipad lên tay rồi thấy không thấy như giỏi không tự mình khang mình luôn không cần ai khen hết kệ tự khang huê không khang cũng được không cần huê hồi xưa còn ngồi trong chờ huê khen gì nãy kia giờ không cầm tạ nặng quá giờ bàn tay nắm đâu uống miếng nước cái chị nghe nói tình hình chiến sự giữa các nước gia tăng nếu Việt Nam và sinh và các nước cuốn vào chiến tranh thì chúng ta cần chuẩn bị những gì tôi biết đây là cái trận chiến nó là gần 80 năm rồi tụi em kể okay. là nó, nó là 80 năm trên thế giới rồi nhiệt à, tình tình huống này thì lần trước mình đã biết ở trong cái trận Nga với lại Ukraine rồi đó là sau đó giá của nhiệt À, giá của năng lượng tức là ví dụ như giá dầu, giá uh, chi phí sinh hoạt điện nước của tụi em sẽ bị tăng lên như là ở những cái nước phát triển khác. Sau đó giá vàng sẽ tăng lên và sau đó uh, chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng, chứng khoán sẽ bị rớt, chứng khoán sẽ bị rớt giá. Sau đó là tới bất động sản, ok? Cái đó là cái nguyên tắc cơ bản của thị trường. Uh... Chị đã từng nói về cái đó cả nhiều tháng trước chị nghĩ cả năm trước chị làm video chị cũng đã nói rồi tụi em phải học và đào tạo cho bản thân của mình có kiến thức về kinh tế để mà những cái thứ này nó đến em không có kiểu hoảng loạn hoảng loạn là dấu hiệu cho thấy là bạn không học bạn không chuẩn bị bạn không có bình tĩnh bạn không có ổn định về cảm xúc cũng như tư duy cũng như là nhận thức của bạn để mà bạn đối diện với À, tình hình kinh tế thế giới ok hôm nãy gì như đọc câu hỏi sơ qua thấy có đứa nó hỏi câu y như vậy á na ná như vậy hay sao á vô như ngó hử câu hỏi đâu đây câu hỏi của các bạn đó nó nó không có liên quan gì đến cái câu của em nhưng mà đối với chị á chị nghĩ là nó xuất phát từ cùng một cái từ gì các bạn hỏi là tại sao quá khó để giúp ai đó thay đổi tư duy nếu họ không muốn hả chị em biết chị nói nhiều lần là mặc kệ người khác nhưng mà em vẫn không hiểu sao họ không muốn học để nâng cấp bản thân em muốn giúp người nhà em thay đổi chị ơi đa phần những cái bạn coi kênh của nhi như biết các bạn rất là yêu thương gia đình của mình mình là người Việt Nam mà mình không bao giờ mà mình giàu có mà mình sung sướng gì hơn mà mình không muốn cho gia đình mình hết á như nhận thấy là như như chỉ cho các bạn phía trên thôi thì như nói là cái cha ba má mày liên quan gì đến mày nhưng mà như nghĩ là các bạn vẫn muốn nhìn thấy cái tảng băng chìm của cái vấn đề nhiều hơn ok thì cái tảng băng chìm ở đây cái mà như muốn cho các bạn biết nè bạn có nhu cầu học không phải là người khác có nhu cầu học vì đồng ý và theo thời gian là một cô giáo theo thời gian là một nhà tâm lý học theo thời gian là một leader một người vận hành doanh nghiệp và vận hành cộng đồng của mình và vận hành cái kênh youtube này và làm nhiều chuyện từ thiện khác và đi làm nhiều chuyện giúp cho cuộc đời này nhưng nhận ra một thứ là bạn không thay đổi được não bộ của người khác nếu như người ta không có nhu cầu thiệt rất đau lòng nhưng đó là sự thật lý do tại sao bạn không thay đổi được tư duy của người khác nếu họ không tự thay đổi, dạ. Yeah. thứ nhất, các bạn phải biết giống như bạn bắn súng vậy đó, phải bắn súng đúng không? khi bạn bắn súng thì cái phản xạ tự nhiên của một người mà nhìn thấy cái viên đạn đó bắn vô người bạn là gì? bạn sẽ né, đúng không? cho nên cái vấn đề không phải là không có kiến thức hoặc là bắn cung tên cũng vậy, dạ. Yeah. nếu mà bạn bắn cung tên, bạn là cái người đang nói mẹ, mẹ đứng im đó con quăng video chị Nhi mà coi nghe mà coi nghe con quăng video chị Nhi nghe ngay lập tức cái phản xạ của họ là né chứ không phải là không có kiến thức kiến thức rất là đầy rẫy kiến thức nó nhiều vô cùng trên online nó có sách vở nó có nhiều thứ nhưng mà những cái người lớn hay như còn gọi là những người mà họ đã ở trong đời lâu nó phản xạ tự nhiên của con người thôi tức là bạn quăng cái gì mới vào trong người họ bạn bán cái gì mới vào trong người họ họ bắt buộc phải né và bởi vì họ né thì cái đó nó đâu có vô người họ đâu các bạn đúng không khi bạn né thì cái đó nó không vô người họ thì họ không thay đổi được họ không thay đổi được thì họ sẽ không trừ khi họ sẵn sàng đứng đó để cho cái mũi tên đó vô người họ bởi vì họ tin là người thân của họ đang cho họ một cái điều đúng đắn gì chẳng hạn như vậy đó là lý do tại sao như nói các bạn các bạn không thể nào ép một ai đó thay đổi hay thay đổi tư duy người nhà của bạn bởi vì đối với họ đối với cái người mà các bạn muốn họ học á bạn đang tấn công họ. Bạn đang tấn công cái sự ngu dốt của họ. Bạn đang tấn công cái hệ thống niềm tin của họ, bạn đang tấn công cái cảm xúc của họ, bạn đang tấn công họ cái chỗ là nếu như bây giờ tôi phải học cái mới, chứng tỏ là bạn đang nói với tôi là tôi dốt hả? Và tôi không biết gì hả? hiểu không? cái đó là bên trong đầu của họ đó ngay lập tức họ sẽ phản kháng ngay lập tức họ sẽ chống đối ngay lập tức họ sẽ cãi lộn ngay lập tức họ sẽ lôi cái danh nghĩa là cha là mẹ là vợ là chồng là gì đó quan trọng trong cuộc đời của bạn họ sẽ ngay lập tức attack tức là quăng ngược cái quay ngược cái mũi tên đó lại rồi bắn vô trong người bạn để nói với bạn là lý do tại sao họ không muốn thay đổi và cũng bị bởi vì cái đó cho nên như muốn dạy cho các bạn ngày hôm nay, ok để các bạn biết và các bạn phân biệt được là tại sao mấy đứa dốt á nó hay to miệng lắm được chưa cái này nó gọi là Dunning Kruger uh, effect các bạn có thể google nó ở tiếng anh cái này ở tiếng việt như vẽ lại cho các bạn thôi như tự vẽ giờ như thích vẽ những cái thứ như vậy tại vì nó làm cho mình uh, tập trung và thẩm thấu và dạy các bạn dễ hiểu hơn rồi như nói ví dụ các bạn có bao giờ thấy mấy cái đứa mà nó ngu xuẩn nó bước ra khỏi phòng thi á là mấy cái đứa hay nói câu vậy nè con chắc là con thi đậu đó mẹ con chắc là con thi đậu em chắc em đậu em chắc em đậu nhưng mà mấy cái đứa mà em thấy học sinh giỏi nhất lớp học sinh giỏi nhất huyện nhất quận nhất tỉnh nhất thành phố gì gì đó nó thi toán thì văn đồ gì ra nó kiểu nó thiếu tự tin nó kiểu là con không biết chắc là con được 10 điểm tròn không nữa chắc con được cỡ bảy tám điểm nhưng mà mấy cái bọn mà éo có học bài éo có ôn bài gì hết vô gọi là kiểu làm là dạng như lụi á phải không mình gọi là lụi đó gia tô a à, cờ lụi lại là những đứa rất tự tin thì ngày hôm nay như sẽ dạy cho các bạn cái khớp về những cái, đứa, uh, okay. những, cái, cái curve, những cái đứa tầm thường và ngu xuẩn ok những cái, cái khớp những cái đứa tầm thường và ngu xuẩn khác biệt giữa những cái đứa này nè và những chuyên gia là cái gì Được chưa tại vì các bạn phải biết á chuyên gia tức là những người học nhiều biết nhiều có nhận thức á họ rất là khác tất cả chúng ta xuất phát điểm là từ đây từ cái biết rất ít các bạn thấy ở đây không ở phía dưới đáy như vậy các bạn các bạn thấy chúng ta đã ra đều biết rất ít chúng ta không biết gì hết như như các bạn đẻ ra nhưng không biết gì hết đó nhưng không biết gì hết đó được chưa rồi cái cột đứng để cho các bạn thấy là cái độ tự tin của những người ngoài kia họ nghĩ dùng từ này họ nghĩ là họ biết bao nhiêu với họ thực sự biết bao nhiêu tức là như gọi là năng lực thực sự là rất khác nhau rồi mấy cái đứa tầm thường và ngu xuẩn và tất cả nhà chuyên gia cũng phải vượt qua cái tầng tầng này đầu tiên đó là chúng ta sẽ vô có tầng tầm thường đầu tiên là chúng ta chúng ta bắt đầu đi học chúng ta sẽ đến một độ tuổi cái okay, chúng ta sẽ đến một thời điểm và chúng ta sẽ vỗ ngực sân tên như này họ mới kêu là mấy đứa trẻ trâu mà 17 18 bảy gãy sừng trâu hay trâu chó hay gọi là ngu ngu xuẩn nhất á. sẽ mở miệng ra và nói tao biết hết rồi mày ơi rồi có những người tới đây là ngay lập tức cái tầng này là họ nghỉ học luôn họ không học nữa họ không tìm hiểu được không phát triển nữa rồi. Okay. Nhưng mà những cái người mà họ có cái tư duy là trời ơi, mình nghĩ mình biết hết rồi nhưng mà mình vẫn muốn tìm hiểu thêm, tìm hiểu sâu cái này chẳng hạn. Thì họ sẽ qua cái tầng gọi là họ đi xuống dưới, tức là ở đây. Hình như là mình hình như là có nhiều thứ mình không biết như mình nghĩ. Đó là dấu hiệu cho thấy là bạn bắt đầu mở lòng để học với kiến thức mới. Bây yeah. giờ sau khi bạn mở lòng xong thì bạn học nhiều có phải bạn coi video như bạn thấy chắc là mình không bao giờ coi hết video gì nhi quá chắc bao giờ mình không hiểu hết được những cái gì chị như dạy quá cho nên các bạn các bạn coi đi coi lại video của như các bạn coi hết năm này đến tháng nọ đi ok các bạn sẽ nhìn thấy cái kế tiếp là bạn bắt đầu a à, bây giờ mình mới bắt đầu thấy những cái thứ mình học là hợp lý giờ yeah. bây giờ mình mới thấy những cái thứ mình đang được học đang được tiếp 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 thu á là hợp lý đúng như các bạn rồi sau đó những cái chuyên gia này họ sẽ đến một cái tầng mà các bạn gọi là họ nói chuyện bạn không hiểu cái gì là bởi vì họ hiểu được là một vấn đề nó không hề dễ dễ không không dễ dạ yeah. có phức tạp không có và họ nhìn thấy là họ có học cả đời họ cũng không hiểu gì hết dạ các bạn rồi đứa nào đang spam vậy ta block luôn nhất cái đầu chị có đang live phải không thằng điên nào vậy mới cha nó đang dạy học mày spam spam blog nó từ facebook coi luôn đi má mấy cái đứa thần kinh này Tìm blog bên Facebook cho chị nha. Xong giờ đanh giờ Rồi tao tiếp tục. Đó. À, đó là dấu hiệu cho thấy là tao biết hết rồi đó. Đợi mấy đứa là vô là ngồi đáng lẽ phải nín miệng học. Nhưng mà không thích học đó là nó ở cái tầng này nè. Do cái tầng này nè. Rồi, nếu như bạn muốn dạy cho ba mẹ bạn và bạn thấy ba mẹ bạn không có hiểu gì hết, bạn cũng nhìn thấy cái vấn đề là họ không có nhu cầu phát triển. Ok, bạn bắt buộc phải từ bỏ tại vì cái khúc mà từ tao biết hết rồi mày ơi cho đến hình như có nhiều thứ mình không biết này á. Ok. Cái khúc này nè. Là cái sự chọn lựa của cá nhân và đa phần những người này chị gọi gọi là họ phải để vải cục ship màu nâu là họ phải ăn cứt đủ nhiều quá em không biết vải cục cứt đẹp không nữa đó dạ yeah. tức là họ phải ship bị ship nhiều vô dạ yeah. thì họ mới bắt đầu là à ok tôi bắt đầu thấy là những cái mà tôi biết hết rồi tôi biết hết rồi tôi biết hết rồi sao nó chẳng giúp gì cho đời tôi hết sao tôi nói tôi biết hết rồi mà đời của tôi nó đi xuống biết vậy sao tôi nói tôi biết hết rồi mà tôi chưa giàu sao tôi nói tôi biết hết rồi mà sao chồng tôi bỏ tôi vợ tôi bỏ tôi con tôi bỏ tôi sao tôi nói tôi biết hết rồi mà sao càng ngày cuộc đời của tôi đáng lẽ nó phải đi lên mà sao nó đi xuống và để tới được cái tầng nhận thức này nó rất là hiếm trong cái trong cái đám đông ngoài kia thậm chí cả đó là người thân và gia đình của em luôn thậm chí đó là người thân và gia đình của em luôn thì thì tụi em một trong những thứ tụi em phải học là chấp nhận để cho những cái người đó họ không có lãng vãng và tồn tại trong đời của em khi họ chưa sẵn sàng em bắt buộc phải im lặng em bắt buộc phải im lặng em chỉ có thể chứng minh bằng cách em thay đổi em sống tốt hơn em sống khá lên em học và em tiếp tục nhận thức và em đào sâu vô bản thân em thôi chứ em không thể nào mà đi cứu những cái người này khi cái tầng mà ăn cất này của họ chưa có tới á và có những người em cho họ ăn rất nhiều luôn họ cũng có tỉnh ra là họ cứ đi xuống, đi, xuống, đi xuống và 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 đi mãi mãi luôn cho đến khi họ đi gặp ông bà à luôn ok dạ yeah, em cảm ơn em cảm ơn danh rất nhiều bạn hỏi về chị Nhi về chị Nhi về lịch livestream của chị à, hồi xưa thì chị live mỗi tối thứ hai và thứ tư nhưng mà bây giờ chị không có live theo cái thời gian cố định nữa bởi vì chị uh, lịch làm việc của chị dày lên rất là nhiều cho nên uh, và đây YouTube nó không phải là cái nghề của chị, đây không phải là cái mà chị đi kiếm tiền. Đây là cái đam mê của chị thôi. Nếu tụi em không coi live trực tiếp của chị được thì tụi em có thể coi lại. Uh, chị chỉ live và chị chỉ báo tim rất là last minute, last minute tức là phút cuối vậy đó. Tức là có những cái lúc mà chị ví dụ như giờ chị có từ giờ cho tới 12 giờ trưa chị phải đi họp chẳng hạn thì chị rảnh ở nhà lúc nào thì chị livestream để chị làm cho tim thôi nhưng mà chị không có cái giờ cố định tại vì mỗi ngày thư ký riêng của chị sẽ gửi cho chị lịch trình rất là khác nhau mỗi ngày cho nên chị không có chị không có lịch cố định nhưng mà nếu như tụi em muốn coi tụi em có thể coi lại live cũ của chị tụi em có thể coi lại video mà tim đã cắt cho tụi em ok chị uh, hồi xưa là cái thời covid cho nên tao rảnh tao ở nhà cho nên tao có thể cam kết với cái giờ cố định nhưng mà bây giờ thì ừ. chị nhi um, có nhiều việc hơn cho nên là chị nhi không thể nào mà cố định nữa ủa sao cái thằng này nó vẫn vậy, vậy mấy đứa cái thằng này là cái thằng thằng nào vậy những cái bạn mà vô thả spam này các bạn là lần đầu coi kênh nhi này những cái bạn mà lần đầu uh, coi kênh nhi mà chưa có biết ru và điều lệ của kênh nhi Nhi yêu cầu các bạn đổi tên tử tế là một hai có mặt mũi đường hoàng thì nói chuyện còn không là như không có nói chuyện với các bạn tại vì á đó sống trên đời có một cái mặt cha mẹ đẻ ra cho đẹp mà đi giấu để làm cái gì để hình chó hình mèo hình hoặc hình, hình là cái gì như nó rồi bạn là cái kết quả của cuộc đời bạn ấy bạn đi ra đường mà bạn cứ tối ngày sống chui sống lũi trong cái phòng của bạn ok bạn tắt đèn rồi bạn không đăng được một cái hình tử tế hoặc là đăng những cái hình mà thú nuôi thú nhúng bỏ động vật hay là không phải là một cái hình tử tế của bạn á là như thế là tương lai bạn không đi về đâu rồi đó tại vì nếu nhi là một nhà tuyển dụng nếu nhi có muốn cho bạn cơ hội nhưng nhìn là như đã thấy như không muốn rồi đó đừng có để tên những cái tên mà gọi như là bánh bèo rồi công chúa rồi hoàng tử rồi vân vai vân vân được chưa đó là cái thứ nhất cái thứ hai không được spam các bạn spam các bạn thả rất là nhiều á team của nhi sẽ block automatic các bạn đó sẽ block lý do tại sao block đó là ru của nhi nhi muốn để chỗ á ok để cho những cái bạn khác có thể đặt câu hỏi về nhì và các bạn có thể tương tác với nhì nhưng mà không được phép rác trên tường nhà Nhi. ok các bạn rác trên tường nhà Nhi là tim cho ra đây đó như có rất là đông các bạn đang là làm hậu trường Đấy, okay. mỗi lần các bạn livestream như vậy các bạn nghĩ một mình nhì hả không có như có nguyên một đội quân phía sau mỗi lần như livestream đó từ xe màn hình cho tới xe âm thanh ánh sáng âm nhạc hay là kiến thức mà như dạy học nó là chuyên nghiệp ngay bỏ công sức ra như làm chuyên nghiệp cho các bạn thì các bạn cũng phải tôn trọng kênh của người khác ok các bạn không tôn trọng kênh như các bạn có thể đi qua mấy cái con kênh rác khác để các bạn coi tại vì kênh ngay không phải là kênh để cho các bạn thích vô đây quăng và xả rác và thích làm những cái điều các bạn muốn đó là luật nhà ngay đây là kênh nhà Nhi như livestream rất là nhiều rồi như livestream 147 số đây không phải là cái live đầu tiên tôi làm ok tôi không phải livestream để lên đây tôi lắc vú lắc mông như mấy người coi tôi lên đây tôi livestream để tôi dạy học và là một người học trò tôi yêu cầu bạn phải tôn trọng tôi hoặc là tôi đá bạn ra khỏi lớp của tôi vậy thôi tim blog thẳng tay cho chị nha mới nói xong đau lòng lắm em ơi anh không thể nói thành lời chỉ biết rằng em yêu anh cái quần quà gì vậy cái nít như vậy đó làm cái nít như vậy đó tụi bay thấy có tương lai chưa tụi bay đọc cái nít lên tụi bay thấy có tương lai không là thấy thấy là chuẩn bị là làm giàu không khó rồi đó mấy con ở bánh bèo của chị đó thấy mấy thằng đó né ra nghe chưa đừng có để cho nó xuất tinh vô trong người mày nghe không để mấy cái giống đó ra <laughs> đời mày đi ăn cám với nó luôn á trai của chị cũng vậy thấy mấy cái con mà để mà nít với lại tên mà mà kiểu như vậy á hiểu nghe mày không muốn ân một con vợ như vậy đâu Nhi muốn cho các bạn để cho những cái bạn đặt câu hỏi chất lượng như như trả lời còn nếu bạn vô đây bạn muốn phá bạn muốn quậy bạn muốn làm một cái người bạn các bạn biết hồi xưa các bạn đi học á sẽ có vài đứa trong lớp gọi là thích nổi trội thích nổi trội thì kỳ vậy này cô nhìn em nè là mặc áo sẽ hở nút hai ba nút gì đó được cho thắt khăn hoàng cổ là phải loose một chút để nhìn cho anh mày ngầu rồi săn tay áo rồi săn quần rồi mặc quần là phải bó phải ôm phải phải ngon mặc đầm mặc váy cũng vậy thích gây sự chú ý ngay hồi xưa cũng vậy thôi tại vì hồi xưa mình ngu mình dốt mình đâu biết đâu Nhưng okay. mà đó là dấu hiệu cho thấy là bạn thiếu tự tin bạn phải làm mọi cách để người ta nhìn bạn và đó cũng thể hiện phản ánh rõ khi các bạn đi coi kênh của nhi vậy đó livestream gì đó tại sao các bạn phải gây sự chú ý tại sao mình không phải là một người bình thường như những người khác để vô đây ngồi bình tĩnh xuống để đặt những câu hỏi đường hoàng tại sao phải cho cho như mấy cái con mấy đứa con nít mới lớn vậy mà chắc là mấy đứa nít mới lớn thiệt vân váo để làm cái gì khoa khoang để làm cái gì mà không có cái công mại gì hết á ok Và các bạn đừng có nghĩ nhi là như những người làm mà influencer khác hay là public figure khác là các bạn vô các bạn thích làm cái gì đó các bạn làm ok các bạn thích làm cái gì trên kênh như đó lặp lại kênh này của nhi á như chưa hề quảng cáo một cái sản phẩm nào trên kênh của nhi hết như chưa có cái là đừng có quên mua bao cao su này nghe đừng có quên mua kem trộn này nghe đừng có quên mua cái hũ giấy này nghe như chưa bao giờ dơ bất cứ cái gì lên biểu các bạn mua ok những người có nhu cầu học cá nhân với nhi á họ sẽ tự liên hệ đường link chấm hết nhưng mà như chưa bao giờ bán của sản phẩm gì á để như nói các bạn nghe là tiền của nhi kiếm không có liên quan cái đắt gì đến cái kênh youtube này hết đó cho nên như không có quan tâm bạn vô đây mày chảnh hả tao không coi kênh mày cho mày khỏi có tiền luôn tất cả các kênh từ tiktok youtube facebook instagram những cái bạn làm hậu trường biết như không có một đồng nào mà trả lại từ mấy cái kênh này luôn như cũng phải bơm tiền túi như mỗi tháng để như nuôi các bạn biết không đây là chuyện một trăm phần trăm như làm từ sự tử tế của nhi và như không cho phép người khác vô đây và chà đạp lên sự tử tế của nhi đây không phải là cái nhà của tụi bay tụi bay thích quăng rác vô là quăng về nhà quăng rác nhà má mày mày quăng vô đây mày spam theo vài phát nữa đừng có trách tao bởi vì tao sẽ cho nguyên một đội quân đi kiếm kênh của mày tất cả cái kênh luôn tao block tao rất rảnh tao có thể block mày tới độ mà nó có, nó có cái dòng mà bạn có muốn chặn người này khi họ muốn tạo nhiều nick khác để vô add friend với bạn hay không tao chơi tới cỡ đó đó tức là tao cho mày dốt vĩnh viễn dốt trường tồn dốt mà không có cửa ngơi lên luôn á ok đã có những bạn tấn công nhi trên mạng làm email giả gửi nhiều thứ luật sư như đã làm việc với họ nhưng muốn nói cho các bạn là đừng có dẫn mặt với nhi ok nhi là dân làm ăn đó nhi không phải là cái con mà bánh bèo lên đây mà gợi dục hay là biểu cảm hay là dễ dãi với các bạn các bạn nghĩ cuộc đời của nhi thành công ngày hôm nay vì nhi dễ dãi hả bạn dễ dãi với đời bạn không phải là người khác dễ dãi với đời họ và bạn mất lịch sự với tôi và bạn coi cái kênh tôi như một cái kênh rác tôi tôi sẽ trừng trị bạn bạn tưởng qua một cái camera tôi không làm được gì bạn hả các bạn lầm rồi đó như có tổ it biết phía sau á và đừng có quên là những người có tiền họ mà muốn họ hack. họ hack vô mấy bạn phát một à ok tiếp tục dạy học lâu lâu phải chỉnh đốn với mẹ nhà cửa lâu quá rồi không nói đứa nào mẹ leo lên đầu tao nó ngồi quay ba má tao hả ba má tao còn không được ngồi lên đầu tao nữa câu hỏi kế tiếp chị Nhi ơi học một một với chị mà em hỏi không được thông minh thì có bị chửi không chị có chứ đã đóng tiền đi vô là mục đích của bạn là bạn muốn nghe như nói sự thật mà đúng không nhưng biết sự thật của như các bạn gọi là chửi hay là gì nhưng mà đối với như sự thật nó là nó chỉ là sự thật thôi nếu như bạn bị cảm xúc khi bạn nghe sự thật thì uh, bạn phải học cách để bạn đối diện với sự thật đó tại vì như tin là cái sự thật nhiều người họ vô lớp như họ học á họ biết rồi họ biết hết vấn đề của đời họ rồi họ chỉ họ chỉ muốn xảo trá với bản thân mình để đi kiếm đường tắt hoặc là họ không họ né tránh họ không muốn giải quyết thôi okay. chứ còn thiệt ra câu trả lời nó chành nành thảo nguyên chị ơi có thể phân tích hơn các kiểu phụ nữ không chị bánh bèo vô dụng mà chị hay nói có phải là một kiểu phụ nữ không chị ok ok bánh bèo của chị ơi <laughs> tao khoái mấy con bánh bèo nhiều hồi chị ngưỡng mộ mấy món bánh bèo lắm, tại chị không bánh bèo được như tụi nó đó. Hôm nay chị sẽ dạy cho tụi em biết là và cái này nó đúng cho cả anh trai luôn nghe, nhưng mà hôm nay chị sẽ lấy con gái làm mẫu, xe chị cái hình hồi nãy mà chị biểu tụi em làm á, ok? Ok. Hôm nay chị muốn chia sẻ cho tụi em biết là có rất là nhiều mẫu phụ nữ trên thế giới cũng như là có rất là nhiều mẫu đàn ông trên thế giới chị ngay chỉ chứ là một trong những cái gu đó thôi, dạ yeah, một trong những cái gu đó thôi rồi alpha alpha tức là chúng ta hay nghe là phụ nữ là gọi là là hơi nam tính một chút đó hơi mạnh bạo một chút đó được chưa những cái người phụ nữ đó thì cái đặc tính của họ là gì họ quyến rũ và thông minh họ thành công và có tầm ảnh hưởng họ giữ lập trường và có tính kiểm soát và ý chí rất là mạnh mẽ các bạn sẽ thấy những cái người mà alpha của mình này thường họ giữ những cái vị trí và chức trách rất là cao trong xã hội ví dụ như là bộ trưởng hay là thứ trưởng hay là đại loại là họ làm sếp đó hay là họ làm giám đốc công ty hay là họ ví dụ như là tổng thống mấy cái nước mà có là nữ là tổng thống bạn ví dụ như tổng thống của đức cũng là phụ nữ nè đó những cái mẫu người đó là Uh, Alpha chẳng hạn, ok. Rồi cái mẫu phụ nữ thứ hai đó là Beta, đó là mấy con bánh bèo của chị đó là chị nói là rất là dịu dàng và rất đáng tin cậy, uh, rồi uh, kiểu như là rất là đáng tin ngọt ngào, rồi chăm sóc, rồi hỗ trợ cho người xung quanh của mình, ok. Yeah, đó là những người mà chúng ta sẽ sẽ nhìn thấy họ là rất là là dịu dàng đó mọi người. Rồi gamma thì là một cái loại một cái thể loại phụ nữ kế tiếp mà họ sống có mục tiêu họ thông minh được chưa họ rất là ngăn nắp và kỹ lưỡng thường là mấy con mà vô gồ nghe tới khúc này là sẽ thấy tụi nó đó tức là tụi nó rất là cái này đúng cho cả đàn ông chị đã nói là cả cả nam và nữ luôn họ khôn khéo họ có nhiều kiến thức họ tháo vát nhưng mà họ không phải là người phía trước họ thích hợp để làm support nhưng mà support theo kiểu thông minh hơn ông tức là họ hậu khẩu trường họ sẽ làm nhiều thứ cho tụi em, ngăn nắp nề nếp, chỉnh chu tất cả mọi thứ cho em nhưng mà họ không có ra phía trước để họ ồn ào được. Ê, mọi người ơi lại đây nhìn tôi nè nghe, tôi này họ không có họ không có có, có nhu cầu đó. Và dạ, ngu nhu cầu và cái khiếu luôn. Ok, rồi. Nhóm phụ nữ kế tiếp là nhóm phụ nữ Omega thì họ tài giỏi, họ thẳng thắn, họ kiến thức sâu rộng, họ thông minh nhưng mà họ lại rất là ngây ngô và bừa bãi tức là họ đi ra đường á chị gọi là hoạt ngôn á thường thì mấy con xe gây sẽ dính vô cái khúc này cho nên xe gây cần có người để mà dọn dẹp cái đóng phía sau lưng của tụi nó tức là phía trước nói chuyện có vẻ là nghe là kinh lắm nghe trình độ rồi nghe kiểu giỏi giang nghe kiến thức sâu rộng đồ nghe có chiều sâu đồ lắm nhưng mà trong cái cuộc đời riêng tư của họ cá nhân của họ thì họ hơi bê bối chút họ ngay ngô quá họ ngây thơ quá họ dễ bị dụ hay là họ họ không có nghiêm túc á dạ yeah. thì đây là cái nhóm kế tiếp rồi cái nhóm kế tiếp là delta là một cái người mà gọi là Nguê nó cười mày cười vậy đúng mà dạ yeah, nhóm kế tiếp là delta delta là hướng nội Yeah, họ là họ là những người mà tụi em thấy họ thích ở nhà họ chỉ tập trung vô bản thân của họ 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 không có nhu cầu đi du lịch đi chơi được gì hết á họ tinh ta ở nhà họ là họ họ vui rồi do họ thích bình yên họ thích một mình họ thích thư giãn họ thích tĩnh lặng họ không có nhu cầu nổi tiếng họ không có nhu cầu kiếm nhiều tiền họ không có tham vọng họ không có ước mơ họ không có họ cứ cho họ một cái cuộc đời bình thường đi làm công ăn lương cũng được tanh tàn đi về vậy thôi đó được chưa tụi em sẽ tự tìm mình trong cái 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 nhóm này em sẽ biết em là ai cho nên đừng có đi ra đường mà nghĩ ai cũng như vậy nhi hoặc là ai cũng như em không có chúng ta rất khác nhau rồi xin ma là nhóm phụ nữ họ kêu ảnh họ lôi cúng họ là người thành đạt với những cái thành tích cao họ có lập trường cứng đầu và độc đáo giờ yeah. kêu anh này nè hôm nay chúng ta chơi kêu anh này nè chị Nhi là chị Nhi là nhóm phụ nữ nào tụi bay nói đúng tụi bay nói đúng ta thưởng tụi bay nói đúng ta thưởng ta thưởng thêm 5 phút dạy học <laughs> con Nhi thiệt là ăn vàng thưởng thêm có năm phút dạy học quá đáng chị Nhi là kiểu nào đoán đang coi rồi à? à có hai có hai phương án có người cao là alpha có người kêu là sigma Vậy cái nào đúng đây? Cái nào đúng, cái nào đúng? <laughs> có hai cái à một là cái đầu hai là cái cuối thôi <laughs> như pha hả <laughs> tao mà bê ta tao bê vô cái miệng bây giờ <laughs> tao bê vô cái miệng bây giờ ok chúng ta đọc lại alpha một lần nữa nè, dạ yeah. chúng ta đọc lại alpha một lần nữa nè, quyến rũ thông minh thành công và có tầm ảnh hưởng, giữ vững lập trường, có tính kiểm soát và ý chí mạnh mẽ, dạ, xích ma thì là kiêu hãnh và lôi cúng người đạt thành tích cao, có lập trường cứng đầu và độc đáo, dạ, yeah. rất là nhiều người bị ngộ nhận và nghĩ chị là alpha nhưng mà chị không phải alpha tại vì alpha họ có nhu cầu được công nhận em à? những người alpha họ có nhu cầu được công nhận họ làm leader bởi vì alpha thường là giống với leo hơn là giống với kim ngưu thường là những người mà có alpha đa phần là leo á thường kim ngưu với bọ cạp làm leader kiểu khác tụi chị không có bị tụi chị không có bị chi phối bởi fame fame tức là cái sự thành công với cái tôn trọng của người khác cái tầm ảnh hưởng à, chị không cho là chị thông minh và quyến rũ chị chỉ rất là dùng từ kiêu hãnh là đúng chị lôi cuốn người khác bằng cái chị không đẹp chị đã biết chị không đẹp mà chị lôi cuốn người khác bởi cái sự sắc xảo thông minh của chị à, chị yêu cái độc đáo của chị và chị cũng ví dụ như hai cái sự khác biệt của alpha với sigma là em sẽ nhìn thấy vậy nè một đứa sẽ vô phòng sẽ là mọi người ơi nhìn tôi nè thấy tôi hôm nay làm sao mặc đầm đẹp không thích váy tôi không tôi muốn nói chuyện cho mọi người nghe nè ok hôm nay làm việc xong rồi hả làm về việc sao rồi Sigma ma đôi khi nó rất là cơ bản em có thể vô phòng và em chỉ im lặng thôi em chứ ok mọi người ổn không và đôi khi Sigma còn cho phép người khác được tỏa sáng xích ma còn không muốn tỏa sáng luôn trong công ty của chị chị không thích là người được tỏa sáng à chị là một người còn phong là tất cả tim của chị take over cho chị đi nghỉ hưu mà chưa đứa nào take over được hết Sigma là một người mà họ không thích làm leader đâu nhưng mà tất cả mọi người bầu họ để bắt họ làm leader và mong ước của họ rất là cơ bản là họ có thể tạo ra nhiều leader hơn để họ không phải đứng cái vị trí đó cho nên đáp án là Sigma đó <laughs> Nhưng mà nhiều người nghĩ là cái tính mạnh mẽ của Nhi là bởi vì Nhi alpha Alpha là người thích dominant nha mọi người thích điều khiển người khác Thích người khác phải theo ý mình Nhi không có theo, Nhi không muốn các bạn theo ý Nhi Nhi muốn các bạn có ý kiến thức xong các bạn tự chọn quyết định Đó là hai cái khác nhau giờ dạ, tức là Nhi đưa cho các bạn kiến thức thôi Các bạn làm hay không Nhi đâu quan tâm đâu Bây <laughs> giờ dạ, còn alpha là họ là những người cần cho những cái organization những cái công ty mà làm 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 mày phải làm làm cho tao ví dụ như vậy thì họ cần cái đó hơn còn nhi thì không có cái đó nếu mà bạn không làm mà bạn bỏ tim như đi hoặc bỏ công ty như đi thì cũng không có quan tâm đó, nhi không có ép người khác <laughs> tụi em nói sai vậy cho thêm 10 phút quá đáng <laughs> vâng và câu trả lời là dành cho ai trả lời Nhi là xích ma chúc mừng bạn bạn đã trả lời đúng bạn nó quay vào ổ trúng thưởng bạn sẽ được ở lại thêm 5 phút còn mấy đứa trả lời sai đi ra nghe <laughs> rồi cảm ơn em cảm ơn tim tháo cái xe luôn Hôm nay sẽ bị ngứa mũi nhiều vậy trời ơi trời đất ơi sao cứ bị ngứa mũi <laughs> em trả lời sai nghĩ chơi có mấy bạn lần đầu được coi chị nhi những bạn lần đầu coi chị nhi chúc chào tụi em làm sao đến nuôi dưỡng nữ tính mà không nhu nhược hôm qua chị mới làm livestream kiếm lại like hôm qua hãy câu cuối cùng á tao có trả lời rồi đó oh. để một tờ giấy trắng để chuẩn bị dạy học tiếp câu cái tiếp chị ơi cái mà chị đang làm và dạy có giống mấy ông sao hết book sao help sao development book có mọi người mà làm cho mọi người có cảm hứng không chị nhưng em cũng nhớ chị có nói về tích cực độc hại vậy sao help book có phải tích cực độc hại không chị làm sao để phân biệt giữa coach nào là độc hại kiếm tiền coach nào là thật sự đúng cho mình ok câu hỏi có muối cho 10 điểm muối này là muối muối mà muối hồng á muối mà, mà mà, mắc tiền á chứ không phải muối rẻ đâu dạ <laughs> yeah, muối này gọi là muối hamalia uh, hả muối gì mà muối màu hồng hồng mình mà, tốn kém á chứ không phải muối rẻ rồi hôm nay chúng ta lại chơi một cái trò kêu này khác vậy cho tụi em 3 giây suy nghĩ cho chị hỏi là bắt nguồn từ sách phát triển bản thân và sao hóc đến từ đâu? 3 giây bắt đầu. 3 2 1 Thả comment ở dưới trả lời liền. À muối Himalaya hồng đúng rồi đó. Hỏi xoáy gì, hỏi thẳng đi chứ xoáy đâu. Trời ơi tôi hỏi thẳng mấy người mà. thấy sách phát triển bản thân xuất phát từ đầu từ tư bản từ bản thân ok từ tư bản để cho tôi nói từ tư bản quá tao đọc sao quá đọc không rõ từ đâu trải nghiệm từ chúng ta từ cái tôi tôi hỏi là sách đến từ đâu tự nhiên tụi bay ai là người thiết kế ra mấy cái sách này các diễn giả <laughs> <laughs> Tức là tụi bay đi tìm à, uh, Từ nhà sản xuất Tác giả Tác giả nào <laughs> Tụi em có thấy cái sự nguy hại của việc là mỗi ngày á, chúng ta có kiến thức mà chúng ta không đi tìm hiểu là nó ở đâu không? Cái đấy nó ghê không mọi người? Nó ghê quá vậy. Đi ra ngoài đường bạn nhìn thấy cả trăm ngàn cuốn sách Self-help, sao self development Cuốn sách dạy cho bạn về phát triển bản thân này nọ Nhưng mà bạn không biết nó đến từ đâu Bạn không biết nó đến từ đâu Từ hôm nội viết sách mà cha tụi bay Từ hôm nội viết sách Rồi Câu trả lời nè Câu trả lời nè Sách phát triển bản thân đến từ hai nguồn và nó tồn tại trong lịch sử hơn cả ngàn năm, nó đến từ triết lý học và nó đến từ tôn giáo học, tôn giáo học và triết lý học luôn hướng con người đến hai khía cạnh, một tôn giáo làm cho bạn có đức tin, tôn giáo ở đây tôi nói là Chúa rồi thánh rồi Phật rồi vân 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 bất cứ tôn giáo nào mà tụi em đi theo, được chưa? cái ngôn ngữ của tất cả các tôn giáo đều hướng tới em phải uh, hướng theo một cái lý tưởng hướng theo cái người này cho em một cái hình mẫu để sống để em sống theo như vậy là em sẽ sống tốt được chưa đó là tôn tôn giáo học tôn giáo học là chung chung tất cả tôn giáo tôi không nói bất cứ một tôn giáo nào rồi triết lý học đến và xuất phát điểm từ những cái người mà họ tin vô là họ không điều khiển được cuộc sống ngoài kia nhưng họ có thể điều khiển được họ để đối diện với cuộc sống và theo thời gian họ gây cái công thức mà họ cho thấy là họ thành công lại từ cái đó. Giờ thì ví dụ như Khổng Tử, Lão Tử hay là story uh, Stoicism mà chị nói là chủ nghĩa khắc kỷ. Được chưa? Tất cả những cái nguồn này được những cái người mà chúng ta gọi là viết cái sách self help á họ áp dụng hết cái đóng kiến thức này vô người họ. Và họ tìm thấy cái điểm chung và họ bắt đầu hiểu vấn đề và họ viết cái công thức đó ra từ cái trải nghiệm cá nhân của họ đó là lý do tại sao em thấy mỗi cái cuốn sách self help hay self development đó, nó nà ná như nhau à nó ná như nhau bởi vì những người này họ cũng áp dụng công thức từ các bậc tiền nhân các bậc triết học các bậc à, gọi là thánh thần trong quá khứ viết ra những cái cuốn đó cho nên tụi em nếu tụi em thực sự là một người mà học mà tụi em ngồi và tụi em đào sâu hết súng Okay, tụi anh sẽ nhìn thấy được là à thật ra là những cái cuốn sách kia nó quá phức tạp cho nên mình chưa đủ trình độ đọc cho mình cho nên mình bắt đầu bằng cách là đọc của mấy cái ông self help này trước để cho mình uh, hiểu sơ sơ để mình bắt đầu giờ yeah. rồi em hỏi chị câu gì à chị hay nói về chị cũng có nói về tích cực độc hại thì đối với chị tích cực độc hại nó rất là đơn giản vậy nè ví dụ như chị có mấy cái video của chị mấy đứa nó cắt ra mà mấy cái video mà chị uh, chia sẻ thật lòng tâm sự của chị á mà chị khóc á có những người đi xuống comment kiểu rất là du duyên kiểu như vậy nè ờ, à, nhi ơi nhi bây giờ nhi mạnh mẽ rồi nhi không cần phải khóc đâu nhi đừng có khóc nữa đừng có buồn nữa cô gái bây giờ bạn có tất cả mọi người yêu thương bạn rồi à, nếu như chị nói chị chữa lành rồi tại sao chị còn khóc vân va vân vân đó là cái mà nhi gọi là tích cực độc hại đó mọi người tích cực độc hại tức là bạn nói với nhi là bạn không được khóc bạn không được cười, bạn không được cái này, bạn không được cái kia, bạn luôn phải nhìn cuộc đời theo kiểu là hướng lên và tích cực nó là ngu xuẩn. Cái đó gọi là tích cực độc hại, tức là bạn không cho phép người khác được khóc, bạn không cho phép người khác được cười, bạn không cho phép người khác được thành công, bạn không cho phép được người khác hạnh phúc. Ok? nó không liên quan mẹ gì đến cái chuyện nước mắt chảy ra liên quan đắt gì đến cái chuyện là tôi không có mạnh mẽ hay tôi mạnh mẽ và như không cần mọi người vô đây và những người mà thả những cái comment mà kiểu như giả đò thương hại nhi hay là kiểu như là a à, cuối cùng tôi cũng thấy bà kiểu như yếu đuối rồi đối với tôi là tôi thấy bà vậy là yếu đuối rồi bà đặt lên đó chửi người này người kia xong rồi nhìn sao khóc ví dụ vậy thì đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn là tích cực độc hại tức là độc hại ở đây là bạn xào với bạn ví dụ như nhà bạn có chó chết gà chết mèo chết ba chết má chết nhưng mà bạn kiểu như không sao đâu ai cũng phải chết hết á mình phải cười tươi lên mình phải sống tiếp mình phải hạnh phúc nếu ngay lúc đó bạn cảm thấy bạn tuyệt vọng nếu ngay cảm đó bạn thả cảm thấy bạn mất mát bạn cảm thấy bạn đau thương bạn phải cho phép bản thân bạn được grip grip tức là được đau khổ vì cái điều đó nếu như nhi cảm thấy bên trong của nhi ngay giây phút đó nhi cần khóc nhi sẽ khóc nhi không quan tâm đến bạn nói cái gì nhi không ở đây để nói với bạn là nhi mạnh mẽ lắm nhi sẽ gạt nước mắt qua một bên để nhi sống tiếp đó là ngu xuẩn đó gọi là tích cực độc hại tích cực độc hại ở đây là bạn không chấp nhận bạn là người bình thường cho đến tầm thường cho đến cái chuyện là bạn phải biết là cuộc đời là khổ nhưng mà ngày hôm nay bạn tự tin chọn sống khác đây bạn chọn chọn đối diện với nó được chưa rồi cái câu kế tiếp bạn hỏi Nhi là làm sao để biết là cái coach nào là độc hại kiếm tiền còn coach nào thật sự là tốt cho bạn có một tỷ thầy cô giáo trên thế giới dạy cái điều mà như vậy được giờ như không có nói như là cái con duy nhất như như nói mỗi người có một cái gu học khác nhau và mỗi người có cái gu tiếp xúc tiếp thu khác nhau và mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau nếu bạn có tiền và bạn có tài chính bạn đi kiếm thầy cô đó là quyền của bạn ok đối với nhi cá nhân nhi rất là cơ bản nếu như bạn đi gặp một người thầy một người cô mà khi bạn học với họ bạn đặt câu hỏi mà họ một là họ nói với bạn là đóng thêm tiền đi rồi tao uh, trả lời mà trong khi bạn đã đóng tiền để bạn ngồi trong lớp đó đó là cái red flag đầu tiên đối với nhi hoặc là cái thứ hai đó là họ dạy cho bạn nhưng mà họ không có tận tụy họ không có hết lòng họ ngồi đó họ chỉ canh cho đúng giờ để mà họ uh, đi ra khỏi lớp hoặc là những cái người mà họ chỉ lấy một cái cuốn sách ra họ đọc cho bạn nghe những cái thứ mà bạn có thể tự đọc từ trong sách nhưng mà bạn không có nghe được cái cách mà họ đang chỉnh sửa làm sao cho tương thích với cái cuộc sống của bạn chẳng hạn rồi cái kế tiếp như thấy là một người coach mà nghi cảm thấy là hoài nghi nữa đó là cái mục đích cuối cùng của người coach họ phải hiểu là họ không có thay đổi được bạn họ đến đó như gọi là cho nên như mới nói là self help là một trong những cái rất là dùng từ sao ta như sẽ dùng từ là ok rất dễ để viết chữ cho đẹp cái coi cho mấy đứa nó kêu chị nhi viết chữ xấu quá ok công thức để mà bạn có thể học phát triển bản thân tại vì cái từ phát triển bản thân nó đã rất là rõ rồi bạn tự phát triển bản thân bạn bạn thật sự bạn không cần ai dạy hết á như nó thiệt như vậy luôn á đó. đó. là cái quyết định một ngày của bạn bạn bật cái công tắc đó lên rồi bạn thay đổi được chưa? cho nên đối với nhi đầu tiên cái từ phát triển bản thân nó đã là cái câu trả lời rõ cho bạn rồi tự bạn phải phát triển bản thân bạn không một người thầy người cô nào ngoài kia có thể thay đổi bạn trừ chính bạn nhưng mà những cái cúng cái sách này nó giống như là cái công cụ vậy đó ví dụ như như cho các bạn một tô bún thì các bạn cần đũa và muỗng để ăn thì cái cuốn sách những cái cuốn sách này hay những cái người giống như nhi đó, giống như cái đũa với cái muỗng vậy đó được chưa? cái trách nhiệm của những người như nhây hay là những cái cuốn sách này chỉ giúp cho bạn vận chuyển cái đống bún với cái đống nước đó vô miệng bạn thôi được chưa nhưng mà cái người ăn cái bún với cái nước đó vẫn là bạn được chưa thì sách sao hốc như sẽ gọi là rất dễ nhưng rất khó được chưa rất khó được chưa rất dễ ở đây đó là cái gì chúng ta hãy nói về một cái chuyện rất cơ bản mà chuyện mà thằng Trung với Nhi rất đau đầu đó là tập thể dục thôi mà sao tụi nó lười vậy tại vì nghe cái công thức thì rất là dễ đúng không tức là các bạn nghe học ok tiếp tiếp thu hoặc là kiếm tìm kiếm rất dễ phải không mọi người rất dễ ví dụ như nó rất là dễ để các bạn nó thẳng công thức này nó không cần phải học để mà làm tạo ra tên lửa bay lên thế giới đâu mọi người công thức giảm cân và đẹp rất dễ ăn rau nhiều vô được chưa bỏ hết trà sữa luôn tôi lần cuối tôi uống trà sữa là khi nào tôi không nhớ luôn tôi bỏ trà sữa từ rất lâu rồi tôi không có trà sữa trong cái danh mục uống nước của tôi được chưa tức là bạn ăn uống đường hoàng tử tế và bạn tập thể dục điều đặn phải không là cái đầu tiên đó là cái cái công thức để sao hóc đó đó giờ là rất dễ nhưng rất khó rất dễ để nghe để học để tiếp thu để tìm kiếm kiến thức rồi nhưng mà nó lại cái mức nết ở đây là nó lại rất là khó như dùng cái dấu cộng thiệt bự luôn ở đây mà nhiều người thất bại ok đó là hành động áp dụng nhấc cái mông lên rồi các bạn thấy cái vấn đề mà như đang vẽ với các bạn nhìn thấy chưa yeah. chỉ có khi bạn đứng vô trong cái 99 ngày với nhi lê các bạn sẽ thấy là 45 phút tập thể dục má nghe rất dễ mà tại sao trong lòng mình cồn cào sáng sớm mình không thức dậy nổi mình không nhích được cái mông của mình không mọi cái thứ bạn nghe bạn học bạn tiếp thu bạn tìm kiếm rất dễ đó là lý do tại sao người ta coi video của nhi người ta đổ lỗi cho những cái con nhé thấy không đã cấp lên thế dạy ba cái thứ mới vỡ này đấy cho nên là họ mong chờ họ ví dụ như như có cho các bạn các bạn hay vô hỏi chị ngay cho em list danh sách chị như đọc đây để cho em có thể thành công được như chị ngay như có đưa cho bạn một ngàn cuốn sách để bạn đọc như nói thẳng với bạn luôn mà bạn không có súng cái phần rất khó này nè đây là cái gì gọi là khó này nè bạn sẽ không bao giờ thành công chấm hết không phải lỗi của sách self help hay là không phải lỗi của coach hay là không phải lỗi của những cái người mà họ muốn giúp bạn tại vì như như nói cái đũa với cái muỗng nó không có trách nhiệm cho bạn búng vô trong họng của bạn để bạn no được chưa cái cuốn sách bạn đọc cái video bạn coi hay là một người thầy trong cuộc đời của bạn họ không có trách nhiệm làm cho bạn tại vì họ không làm được họ không làm được cái đó là thẳng luôn họ không làm được họ không bao giờ dù như có đặt cái camera 24/7 trong nhà bạn dù như có đặt 500 cái đồng hồ báo thức chạy lăng quăng lăng quăng lăng quăng lăng quăng trong nhà bạn nhưng mà bạn không muốn thức dậy để tắt cái đồng hồ báo thức đó nhưng mà bạn không có muốn lắng nghe những cái câu đó hay bạn không có muốn nhấc mong bạn lên để bạn làm á thì không có một cái cuốn self help hay không có một coach, không có một người thầy nào, không có một ai ngoài kia có thể giúp bạn được hết. Bạn là cái người phải bật cái, cái 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 công tắc nguồn đó Được chưa Cho nên quay trở lại với cái câu hỏi của bạn Như là Đó là Đầu tiên bạn phải biết bắt nguồn của self-help Self-development là đến từ đầu Sau khi bạn biết cái nguồn gốc của nó xong rồi Bạn phải hiểu được Tại sao nó khó và dễ Sau khi bạn biết nó dễ và khó rồi Bạn đi kiếm thầy hợp với bạn Khi bạn kiếm thầy hợp được với bạn rồi Thì nghe Học, tiếp thu, tìm hiểu Ok lung lung lắng nghe rồi bản thân mình phải tự giúp mình xong thì bạn bắt buộc phải hành động hành động là cái bước khó nhất của self development đó lý do tại sao bạn vô trong mấy cái lớp ba bốn ngày bạn nhảy tưng 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 xong bạn về nhà một tuần sau bạn xong ba tháng sau bạn xong sau đó bạn quay trở lại bình thường tại vì bạn không hề áp dụng một cái gì hết Ok, Và nó cũng tương tự với vận hành doanh nghiệp với nó rất là nhiều bạn của nhì đi vô ok Họ sẽ luôn hỏi như là Nhi làm sao để bắt đầu một công ty ok cái như bắt đầu và các bạn biết là theo thời gian như làm thầy mà Nhi nói cho họ Nhi nói thẳng với họ luôn là đừng hỏi tao bổ câu chung chung như vậy tại vì đầu tiên tao sẽ bắt là mày mở giấy phép công ty chưa yeah, giấy phép công ty dạ yeah, giấy phép công ty xong rồi đúng không rồi bây giờ tao muốn sau khi mà có giấy phép công ty xong rồi tao muốn mày uh, tuyển nhân viên giờ yeah, thì cái hộp của họ tăng lên phải không nhưng mà nhi có đi tuyển nhân viên giùm họ như có làm giấy phép công ty cho họ không có bạn không sau khi tuyển nhân viên xong họ sẽ đến họ sẽ nói ok tao tuyển nhân viên xong rồi ok ok rồi mày có kế toán chưa chưa yeah. ví dụ vậy sau khi họ có kế toán xong rồi họ sẽ quay trở lại với nhì chứ sẽ nói tiếp ok mày có kế toán xong rồi đúng không giờ mày làm cái bước kế tiếp giúp tao á là mày có vốn ổn định chưa vốn xoay vòng nhưng không, không biết họ đi đâu kiếm vốn hết đó tại vì doanh nghiệp là phải có các bạn hình dung ra chưa và người thầy của bạn cũng vậy sao hết nó cũng như vậy người ta chỉ có thể đi từng cái con đường với bạn khi mà bạn đạt được cái bậc đầu tiên thôi bạn vô đây bạn nói với ngay chị ngay chị như bày cho em luôn cái khung cái khúc này đi bày từ giấy phép kinh doanh miết cho tới đây luôn đây rất là cho hết đây cho hết kiến thức như cho hết mà và thậm chí những cái thứ như vậy các bạn không cần nếu các bạn thật sự muốn tìm thì các bạn có thể google ra là cách bắt đầu doanh nghiệp như thế nào. Không cần phải là kênh Nhi Lê luôn. Cho nên mình lại quay lại cái khúc trên này nè mọi người. Đó là nghe và học và tiếp thu và tìm kiếm rất dễ. Được chưa? Nhưng mà khi họ đi ra để họ thực hành. Nó rất khó. Nhưng mà nó khó không phải đến từ cái kiến thức. Mà nó khó từ cái ý chí. Nó khó đến từ cái cảm xúc của họ nó khó đến từ cái việc họ không hiểu họ là ai cho nên như hay dọc những cái bạn mà đi học với nhi á các bạn có chắc là bạn muốn làm entrepreneur không hay là các bạn muốn i want no. i want no, tức là tôi muốn thôi i want hiểu không tôi muốn thôi tại vì muốn nó sợ cái tầng này nè mọi người dễ giờ nghe đọc hiểu cho nên các bạn đi lên mà bạn search ship job hay là 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 các bạn search mấy cái video mà mấy cái ông mà tỷ phú thế giới mà phát biểu trong trường đại học này nọ các bạn nghe các bạn nghe motivation lắm. Tại vì các bạn biết là họ hành động, họ thành công rồi cho nên lời nói của họ nó mới có năng năng lực, biết không? Được chưa? Dạ. Tại vì cái lời nói của họ chỉ có năng lực từ cái giây phút mà họ áp lực họ vượt qua cái khó rồi cho nên khi bạn nghe họ nói bạn nghe hay lắm nghe logic lắm nghe hợp lý lắm nghe rất chi là đã tại vì họ vượt qua cái khó mà bạn không làm được rồi cho nên bạn cảm thấy có động lực dạ yeah. nhưng mà như nói thẳng với các bạn nghe những người mà ở sao help sẽ thừa hiểu cái khúc này cái này nó chỉ tốn có một phần trăm công sức của bạn à cái này nó tốn tới 99 phần trăm đó là lý do tại sao như tự tin cho không tại vì như biết có một phần trăm này nè nó khó như quỷ vậy đó a lộ cái chín chín phần trăm nó khó như quỷ vậy đó như cho các bạn là như cho các bạn có một phần trăm này nè nhi cho không tại vì như biết cái khúc này nè có khúc quỷ cái này nè ok khó lắm cho nên các bạn nói chị nhây sao như khó vậy tập thể dục buổi sáng mà em vô có bữa không có gì như tống em ra luôn chị cho em thấy thương trường nó khắc nghiệt chừng nào ngày hôm nay em buồn em không muốn làm doanh nghiệp em nghĩ ngoài kia mấy cái thằng làm chủ doanh nghiệp khác nó quan tâm ha tao yếu quan tâm và có nhiều người đi vô với nhi chia sẻ với nhi rất là nhiều vấn đề á nhưng còn nói thẳng với họ cái vấn đề của bạn cũng không phải là cái vấn đề luôn <laughs> tại vì bạn chưa làm bạn sẽ không thấy cái vấn đề thiệt sự cái vấn đề thiệt sự nó chỉ xuất hiện khi mà bạn bắt đầu làm tại vì có những cái người ta đến người ta nói với nhi á là từ một cái câu chuyện họ nghe từ một ai đó cái trải nghiệm họ nghe từ một ai đó họ cũng chưa mở doanh nghiệp luôn mà họ còn chưa phát triển bản thân luôn mà họ còn chưa coi hết video như lê nữa mà cho mọi người câu này có muối Himalaya đó câu này nên nên được cho thêm uh, tặng thêm nhiều loại muối vô đó thế giờ tao vừa mới nói tất thì xong vẫn có đứa chị Nhi cho em cái cuốn sách chị Nhi tâm đắc nhất vẫn muốn chị cho cuốn sách chị Nhi tâm đắc nhất Yeah. Tất cả mọi thứ là công cụ. Cái người làm cái điều đó là em. Cục tạ ở phòng gym là công cụ. Cái người cầm cục tạ đó lên và làm uh, chest press hay là đẩy mông hay là uh, squat là em. Được yeah. chưa? Cái xe máy em đi là công cụ, em dùng nó để em chở gái đi chơi hay là em dùng nó để làm grab là do em. Dạ. Yeah cái xe hơi là cái công cụ em dùng nó để làm màu với thiên hạ là em giàu hay là em dùng nó để vận chuyển hàng hóa nặng để kiếm tiền cho gia đình em đó là cái sự chọn lựa của em video nhi lê làm ra ok nó là cái công cụ em áp dụng và em làm được lợi là cho em chứ không có lợi cho nhi lê bất cứ người thầy nào ngoài kia mà cho tụi em những cái nhảm nhí mà chị gọi là nhảm nhí tức là bán cho tụi em một cái niềm tin ảo về cái chuyện phát triển bản thân đối với chị chị cảm thấy nó rất là ngu xuẩn lý do chị tụi em sẽ nói chị như vậy chị như để cái chữ live khối nhưng mà chị Nhi khác với những người khác vậy em bỏ cho chị một cái từ khác đi giờ mày muốn tao làm thầy dạy gì giờ lại dạy gì giờ kiếm một cái từ để cho nhi thay cái từ đó đi để nhi không có bị bỏ trong nhóm cho nên nó mới nói có rất là nhiều thầy cô nhưng có những thầy cô bạn mê có những thầy cô bạn vô bạn chỉ muốn lấy cái dép quốc vô mặt thôi ok và nó không có gì sai hết mày cho tao ý tưởng cảm ơn mày phải in cuốn sách thương hiệu của chị nhi tao thích đó tao thích làm đi tìm làm một cuốn sách in những câu nói có muối của nhi lê được đó có khi sách của tao bán chạy hơn sách sao hết đó bay rồi tự nhiên có đứa hỏi câu nào làm cho tao cảm thấy đã cái lòng ngực cái gì chị ơi 5 phút quảng cáo có chuyện gì hay kể cho bọn em nghe với tao dạo này đời sống của tao không có chuyện gì hay ngoài cái chuyện là la người yêu hết đó Ok, câu kế tiếp Hình như thấy xài iPad dạy học á, tụi bay có vẻ hiểu bài hơn hay sao á Sao? Tại nói chuyện sơ sơ miết tụi bay đâu có hiểu đâu Đúng rồi, có action hay không thôi vô đấy đổ lỗi cho thầy bà miết mà Nó cứ nói cô giáo thảo, lộ cô giáo thảo nhi Không có cho đủ nhiều Vậy, đéo có làm con mày vô chữ tôi không à cái cho hết rồi biểu con đó đó thậm <laughs> chí tao cho luôn cả cái tiếng báo thức luôn chị em từng làm cái rất khó đó đó tao hiểu ok chị chỉ cách em khắc phục cái rất khó khi em làm của sách sao háo hay chị không gọi là sách sao háo hay là bất cứ cái gì trong đời này nó cũng vậy hết á ok em là cái người duy nhất bắt em làm đơn giản rồi đó em là cái người duy nhất chị chỉ em cách không có cách cách duy nhất là em có muốn làm hay không làm thôi ok mày nghĩ thằng trung thích sáng sớm 4 năm giờ dậy tập thể dục hả nó có thể ngủ phè phỡn như tụi bay tụi bay nhìn muối tụi đó thì tụi bay tham lắm nhưng mà tao biểu tụi bay vô đẩy tạ cỡ nhưng trung đâu có đứa nào làm tụi bay nhìn danh sơn rồi cũng thầy đồ mấy đứa top leader rồi cái rồi em muốn được làm mấy anh chị tụi bay mới một ngày nó làm việc như trâu như chó hai giờ sáng tao nhắn tin còn phải trả lời đó tao còn làm trâu hơn tụi nó tao biết nhưng mà làm leader em phải làm gương nó có đi ngủ tụi nó có bao giờ đi ngủ đâu tao nghĩ tụi nó cũng không có ngủ ngủ nữa nhưng mà tao đâu quan tâm đâu tại tao cũng khổ như tụi nó thôi ok không có đâu em <laughs> Thế chị nghĩ môi trường nó là cái Nè Người đàn ông xấu muối cho biết ngày nào cũng phải đấu tranh với bản thân Ngay giờ tụi bay nghĩ tao Có thằng Trung sáng nào vậy cũng đam mê thể dục thể thao hả Mẹ tụi tao cũng ước đi ngủ vậy Ê, <laughs> Mày cho tao thằng Trung ngủ Ngủ mà không cần làm gì hết Đi ngủ thôi chị Nhi ăn với ngủ Mày nghĩ tao thằng Trung kêu không hả à? Ngày mai mà có công thức cho chị Nhi với anh Trung mày á sáng sớm dậy á ok không phải đẩy tạ ok mà có sáu muối mà ngon mà có cơ bắp có chuột tao ư liền đó kim ngủ mê ngủ với mê ăn mà tụi bay phải ở chung với mấy đứa trâu bò tụi bay phải ở chung với mấy đứa mà thiệt sự trâu chó tao thiệt luôn á mà mấy đứa ở mấy đứa trâu chó nè à. mà tụi bay bỏ đi là tụi bay ngu đó tao thiệt ba mươi phút nói xấu người yêu lại bắt đầu tại vì tao phải nói xấu nó nó không biết tiếng việt nữa không sao ảnh cũng rất là hình ảnh ảnh rất là sợ như nói xấu vào không? thôi không phải nói xấu mình chỉ nói mình không có khoe gì mình không có công cán gì nhưng mà mình nói thiệt là mình có thay đổi ảnh một chút nhưng mà chị không hề bắt ảnh một cái gì hết đó. cái đây là cái khi ảnh đến gặp chị anh hẹn hò với chị anh nói nè hai năm qua tại vì tụi em biết ảnh đi làm ở trung quốc và ảnh ấy là cái công ty của ảnh đặt văn phòng ở trung quốc cho nên ở trung quốc hai năm rồi giờ ảnh chuyển qua sinh ok khi nó gặp tao nó là một thằng đẹp trai nhưng mà bỡ tôi gọi là bỡ là như bơ vậy đó hiểu không tức là tướng tá ngon lành thôi chứ không có tập thể dục 2 năm lý do bỏ tập thể dục là bởi vì bị lót đau tức là bị nhốt trong nhà không có đi ra phòng gym rồi được trước đó nó có xấu muối nhưng mà không tao thấy video hình cũ của nó rồi tức là nó là một người từng chơi thể dục thể thao nhưng mà theo thời gian em bị nhốt trong người trong nhà em bị lú á biết không thì khi nó quan tao nó là playboy nó nói với tụi bay rồi đó nó là dân chơi mà thật sự như vậy nó chỉ có đi quốc gái đi làm rồi đi về nhà thôi ok à... <laughs> tới một ngày nhận ra lưu lát tiếng việt không thằng đó nó biết nhiều ngôn ngữ tao không sợ lắm bạn trai vậy biết tới bốn năm thứ tiếng lần cho nên là thằng đó nó có có khiếu ngôn ngữ nó học được à, thì chị mới hỏi là anh cần cái gì trong cái mối quan hệ của em với anh rất là yêu nhau thì chúng ta phải biết là chúng ta giúp được gì được chưa thì anh mới nói với chị là anh chỉ muốn là em mỗi sáng em 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 bắt anh đi tập thể dục với em để anh anh quay trở lại với cái lối sống đó mà tụi bao tụ ba biết rồi đứa nào mà nhờ con nhi bắt cái đó là đời nó chết cha luôn bây giờ tại vì tao là tao éo có tha đâu hỏi thằng trung coi sáng nào tao cũng chửi vô trong phòng tập chim là tao chửi tao đai tao nghiến tao nhai tao nút tao nút nó nát luôn á tại vì đừng có nhờ tao mà nhờ tao là tao giúp cỡ đó đó tao giúp cỡ mà tao, tao kiểu như là tao chọt tao đâm tao xuyên xoáy tao làm cho người ta phải bứt lên người ta điên lên người ta phải phải tập thể dục vậy đó tao là cỡ đó đó thì chỉ mới muốn... thì ảnh tập được từ hồi nào giờ trong tháng 5 tới giờ hả năm sau bảy tám chín mười phải không phải được 6 tháng mày chưa tao cũng nhớ nữa thì cái thời kỳ đầu vô là thôi kiếm chuyện là ngụy biện là anh không muốn tập là như thế này thế kia nó cũng như tụi bay thôi đứa nào cũng chừng đó à nhưng mà cái lý do tại sao bây giờ ảnh có thể tập thể dục với chị mỗi sáng được không nói mỗi sáng vẫn có lâu lâu vẫn có ăn gian một hai buổi hiểu không không có xuyên được như tao nhưng mà chí ít tao biết nó từ một cái thằng mà không có tập lung hai năm trời rất là khó để có động lực lại và bây giờ mỗi sáng đi vô phòng gym với chị cái người ở kế bên em rất là quan trọng cái con mà thắng 99 ngày với tao là do ở phần trung thôi không gì hết á giờ yeah. cái người ở kế bên em sẽ không cho em cái cơ hội à, để mà em làm biến ok à có mấy con làm vậy có được coi là có tính có tính chịu đựng quá sức không chị mấy cái con làm biến mấy cái thằng làm biến như mày á cho nên mới không có muốn tập thể dục em nên mới vô đây kiếm chuyện thôi tụi em biết sáng sớm chị đúng giờ á ok đồng hồ báo thức á là chị bật mùng nhạy á ok chị đi xuống dưới với con rồi xong chị đi vô phòng gym và chị làm cho nó cảm thấy nhột và nó cảm thấy có lỗi luôn tức là nó ở nhà mà nó có ngủ nướng thêm tụi em có bao giờ em ngủ nướng thêm á mà bạn gái bạn trai của em rời khỏi nhà mà em tự nói chuyện trong đầu em nhắm mắt thôi em tự em ngủ nha em không ngủ á kiểu trong đầu mình thấy là má tại sao mình không đi vậy má rồi xíu hôm nay mình cảm thấy có lỗi mình quá tự nhiên không buồn mình đi nó về nhà tối nào nó cũng càm ràm chuyện đó với chị ngày nào mà nó không đi tập là như rằng tối đó nó sẽ nói sáng nay anh nhắm mắt để anh ngủ tiếp nhưng anh không ngủ được cái con cái thằng mở cái bên mày á nó đâm mày chết cha mày sáng sớm nó chửi mày nó nhai mày nó đai nghiến mày là mày phải tập thôi giờ cũng như một trung thôi trúng thứ chứ hả chị nhi em lười đăng video lắm làm sao để xiên đăng video nó ở phần sơn danh giữa phải đăng thôi có thấy hai thằng đăng video biết được cái mắt chẳng lẽ giờ mình không đăng không đăng thì nhục mỗi đứa sẽ có một cái xiên khác nhau mà tao la thằng bồ tao tao không có cần quan tâm là trước mặt nó là có ai đâu tao không quan tâm tôi la bằng trung nóng mặt tao nói rồi mà Trùng này kiểu sáng sớm mình vô đàn chị có những bữa nó vô nó kiểu như là nó kiểu như phủi phủi cho qua hiểu không cái là vô thôi không tập vô phòng dung thôi không tập kiểu là vô thôi kêu là anh chỉ muốn nói là hôm qua anh mệt anh đi làm về trẻ có tao điên quá tao thả gục tạ xuống nền tao nói một là mày biến ra khỏi cái phòng dung còn hai là mẹ mà mày ở đây là tao chửi đó tao với thằng trung không có cái thời gian để nghe mày bởi cái này bởi cái kia vì cái này tại cái nọ mày vô phòng gym mày tập hay là mày không tập mày không tập mày biến ra nó ok em anh xin lỗi anh đi làm đây cái biến tao cỡ đó đó tao tao mà mày nói tao chị nhi em cam kết với chị em tập thể dục đừng có mở cái miệng mở cái miệng mà không làm là tao chửi đó giây phút nói xấu người yêu tới đó đó đây là chuyện không có giận nghe một trăm phần trăm chuyện thiệt nghe tin hỏi thằng trung biết trong trung chứng kiến biết áp lực chế tập với nhi lê đâu có dễ đâu mày có mấy đứa nó hỏi tao nè nè cho tụi bay nhìn thấy nè tao khoe với tụi bay luôn á dạ yeah. Và em thấy sao có những người đi vô và hỏi chị Nhi câu như vậy và chị Nhi vẫn nhìn với một cái nụ cười thẳng tính đúng chị không có nhu cầu ngọt ngào với người khác về cái chuyện là sức khỏe của họ đâu em à? chị rất là chị 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 cũng nghĩ là tàn nhẫn đâu chị chỉ cảm thấy là không cái tao đâu có khinh bỉ nó tao chỉ nói nó rất là đơn giản là nếu như bạn đã xác định bạn không bước vô phòng để bạn tập rồi thì đừng vô luôn còn bạn vô là bạn chọc con nhi này chữ đó ngại gì trời mấy người cứ nghĩ là mình yêu thương người người yêu của mình xong rồi các bạn nhi là một người nói chuyện rất là lịch sự với người khác như nói với rất là rõ ràng một là anh đừng có vô luôn một là anh đừng có tập luôn một là anh đừng có lãng vãng trước mặt em luôn còn anh đã nói em giúp anh thì em giúp đó cách em giúp đó. anh không thích cách em giúp phải đi kiếm con khác đi đó mà tao nghĩ là tao làm cái việc mà trung nó, nó 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 ít làm thôi trung nó hiền quá tao thấy trung nó quá hiền vô nó hết tập đi bạn, tập đi nhưng mà tao nghĩ là chắc với mấy đứa việt nam thì nó bữa nhiều hơn với chị nhi thì nó không nó cũng không tha gì chị nhi đâu mỗi lần tập tạm nó thấy tao còn khúc nữa tao chuẩn bị làm cho giới trẻ việt nam chị nhi ơi hai cái nữa <laughs> ôi chùa chà má ơi nó đầu đầu đớn cái người tập thể dục cũng tập được mà đòi làm giàu nhất cái mong buổi sáng thức dậy không dậy được mà đòi em muốn làm giàu em muốn làm triệu phú em muốn làm tỷ phú em muốn kiếm tiền nhiều em muốn lo cho ba má sợ chó không à Mẹ, ngủ như heo mà đòi làm giàu giàu có đồ cha mày ờ ừ, trung vậy nhưng mà đã tập tiếp đi <laughs> thì nó thì sáng nay nó cũng hỏi tao câu y vậy đó dành còn sức không thêm bài nữa nghe ok vô đi nhi vậy đó nó vậy thôi <laughs> một người có kinh nghiệm trai à. chắc không như lên tim đi em à tao nói với mấy đứa mà đi nhấn vô mà cái gì vậy chị nhi nhìn em lười em muốn vô tim như lê nhưng mà em không mày cầm cái điện thoại ok cái móng tay của mày mà mày không nhấn được vô cái khung chat mày không nhấn được vô cái khung nói chuyện với mấy anh chị trong như lê tim Nhi lê foundation mày không có dũng cảm để vô gặp tụi nó để nói chuyện với tụi nó tụi bay lò đòi phát triển bản thân cái gì tụi bay muốn ở với mấy anh chị mà thúc đích này mà nội cái chuyện mà mày lấy cái facebook mày mày nhấn mày nói chuyện với nó mày còn không dám nói mà mày 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 đòi phát triển cái đáp gì mà đòi con ở sát nách chị nhi em ơi em ở mấy đứa này em không ở được em đòi ở với chị nhi mấy đứa này là nó còn dễ tính hơn chị nhi nữa đó mày điên hết rồi tụi mày điên hết rồi đi vô đi cho tụi nó bắt tụi bay tập thể dục nó bắt tụi bay tập thể dục mà tụi bay cảm thấy hả à, tụi bay muốn bỏ tụi nó luôn á chưa những người tập thể dục rồi họ sẽ biết Cao cái tiếp chậu miếng nước rồi đó. Có cái chuyện tập thể dục không mà nói miết à. Tháng nữa là đăng ký 99 ngày với Ni Lê kìa nhanh lên. chị nhi ơi em thấy chị nhi tích cực quá chẳng lẽ chị không bao giờ suy nghĩ tiêu cực hả chị vậy nấy nghĩ tiêu cực làm sao để được tích cực như chị em cảm ơn nhi không em không phải là không bao giờ tiêu cực nghe các bạn tiêu cực là cái mà mình đẻ ra mình có mọi người ơi bạn bạn đẻ ra tự nhiên trong đầu bạn sẽ luôn nghĩ đến cái tiêu cực hay những cái mà mình sợ mình lo lắng mình hoang mang mình buồn chồn cái công thức của nhi để nhi luôn có thể tỉnh táo và nhi các bạn gọi là tích cực đối với các bạn các bạn gọi là tích cực nhưng mà đối với nhi là nhận thức là bằng cách là mỗi lần mà có một cái nỗi sợ gì nó trồi lên nhi luôn có nỗi sợ như các bạn thôi chỉ có khác là nhi dùng cái tư duy của mình để nói chuyện để cho mình tỉnh táo lên để cho mình không có bị ngã vô cái vòng đó ok thì cái công thức nó đơn giản vậy nè chấp nhận là mình tiêu cực nhưng mình muốn tìm cách để giải quyết nó lặp lại nghe chấp nhận là tất cả chúng ta có tiêu cực trong người nhưng mà mình chọn cách đối đầu với nó mình chọn cách đối diện với nó như thế nào đấy như nói ví dụ các bạn sẽ luôn đi tìm cái hạnh phúc đúng không À, các bạn sẽ nói là chị Nhi làm sao để em hạnh phúc hơn Làm sao để em có nhiều tiền hơn Làm sao để em khỏe mạnh hơn Nói ví dụ như vậy Nhưng mà trong cái câu mà em muốn hạnh phúc hơn Đã là cái câu tiêu cực rồi Em muốn hạnh phúc hơn Nó đã là cái câu tiêu cực rồi thì Tại sao nó là, là cái câu tiêu cực Cái okay. Okay. em muốn hạnh phúc đã là cái câu tiêu cực rồi tại vì á, hạnh phúc nó không phải là muốn các bạn hiểu không hạnh phúc nó là cái mà ngay giây phút này mình hạnh phúc nếu như bạn nói bạn muốn tức là hiện nó nó bằng với cái gì mọi người nó bằng với cái gì là hiện tại bạn không hạnh phúc đúng không đó là lý do tại sao như nói cái câu mà bạn muốn một cái gì đó nó đã là một câu tiêu cực rồi ví dụ em muốn có nhiều tiền hơn tức là bạn đang nói là hiện tại mình không có nhiều tiền hoặc là ví dụ bạn nói là em muốn có một cái nhà bự hơn tức là hiện tại bạn đang ở trong một cái chỗ mà bạn không có muốn ở hoặc là bạn bất cứ cái câu gì mà bạn đang nói mình muốn nhiều tiền hơn bạn muốn có người yêu bạn hơn ví dụ như em muốn có người yêu em hơn đã là một cái câu tiêu cực rồi tức là bạn đang ở trong một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không được yêu thương bạn cảm thấy không đủ đầy hoặc là bạn đang ở trong một cái cuộc hôn nhân với có bạn muốn có nhiều tiền hơn cho con bạn rồi bạn muốn có nhiều cái này hơn cho chồng bạn rồi bạn muốn chồng bạn cho bạn nhiều thứ hơn ví dụ như vậy là đã là cái dấu hiệu cho thấy là hiện tại bạn không có hạnh phúc hay bạn không có đủ đầy cho nên bạn phải tập luyện cho não bộ của bạn nhận thức được miễn là bạn muốn hay là bạn đi tìm một cái gì đó như gọi là tìm á. Hoặc là hơn là một câu tiêu cực. Ok, thì khi bạn có những cái tiêu cực này mỗi ngày á, bạn phải nhận thức được làm sao để bạn đổi cái cách để bạn đối diện với cái câu trong đầu của bạn. Nó nó ngoắt ngoéo lắm cái đầu của mấy bạn, nó ngoắt ngoéo lắm thì ngay luôn thay đổi cái câu mà như nói chuyện với bản thân của mình là bây giờ mình đang hạnh phúc. Ok, thì khi như dùng cái câu bây giờ mình đang hạnh phúc á thì vô tình á nó sẽ đưa như đến một cái tầng như gọi là tầng biết ơn. Tại vì sao khi mà bạn nói bây giờ bạn đang hạnh phúc bây giờ bạn đang có đủ tiền bây giờ bạn cảm thấy người đàn ông của bạn đủ tốt bây giờ bạn cảm thấy người vợ của bạn đủ tốt bạn cảm thấy con của bạn đủ tốt bạn sẽ vô một cái tầng biết ơn và bạn bắt đầu phân tích dữ liệu ok bạn phân tích ví dụ như vậy nè là tại sao bạn cảm thấy đầy đủ tại sao bạn cảm thấy biết ơn với sức khỏe tại sao bạn cảm thấy bạn được người này người kia Uh, coi trọng rồi bà tại sao bạn cảm thấy bạn được yêu thương bạn cảm thấy đầy uh, có sức mạnh bạn cảm thấy có sức khỏe và vân vân thì đây là cái cách như đào tạo cho não bộ của nhi để nhi không để cho cái tham muốn bình thường và tầm thường này tiêu cực này nó ảnh hưởng đến cái cuộc đời của mình như chọn cách gọi là nhận thức và đối diện đây gọi là cái tầng như gọi là nhận thức đối diện hành động để thay đổi tại vì cái đầu của nhi cũng như các bạn thôi như là con người mà nhi cũng sẽ có cái lúc cái, những cái tiêu cực nó sẽ nhảy lên hai giây một lần okay. cái tiêu cực nó nhảy lên hai giây một lần bạn không có thay đổi cuộc đời nó đối diện với bạn như thế nào nhưng mà bạn thay đổi được cách bạn đối diện với đời Dạ. Yeah. Đó. Câu trả lời đó. Cho miếng nước nữa. Và bởi vì cái câu này của các bạn làm như nhìn thấy cái cái mám mà Như muốn dạy cho các bạn lúc nãy Như soạn sẵn Như cũng nghĩ là câu này nó khớp như vậy. Ok. Như sẽ dạy cho các bạn hiểu về sự thật về hạnh phúc trong cái cuộc đời này và nó đúng với tất cả mọi thứ từ công việc, sự nghiệp, gia đình, tình yêu thương, tình dục, con cái, cha mẹ vân vân luôn. Hôm nay Như chỉ cho các bạn ví dụ một cái về cái ví dụ như giữa cái đi bộ với đi xe máy với lên xe hơi thôi chẳng hạn. Okay. mình cứ nghĩ là vậy nè tức là nếu như mình làm việc chăm chỉ hơn ngày hôm qua mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn phải rồi nếu như mình kiếm được ba bốn công việc luôn á thì tiền của mình sẽ tăng lên ví dụ một sẽ tăng lên bốn hoặc là nếu như mình ăn nhiều đồ ngon nhiều đồ bổ thì mình sẽ khỏe hơn mạnh hơn hoặc là nếu như bây giờ mình có năm anh người yêu đi thì mình sẽ cảm thấy được yêu thương hơn nếu như mình làm tình thay vì một ngày làm một lần bây giờ một ngày cho mình làm bảy lần đi thì có khi mình sẽ cảm thấy mình cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn bởi vì tình dục làm cho mình khoái cảm và mình hạnh phúc vân vân thì khoa học nó đã chứng minh á cái nhu cầu cơ bản và cái chi phí sinh hoạt của một con người á ok nó không đồng điệu với cái sự hạnh phúc của bạn giờ tức là nếu như bạn là một đứa đã ra đi bộ cho tới khi bạn mua được cái nhu cầu tối đa cơ bản của bạn là một cái xe máy. Tức là họ nói á, cuộc đời của bạn chỉ thay đổi nhiều và hạnh phúc nhiều lên á, là từ cái khúc mà bạn kiếm được 10 triệu cho tới 20 triệu này á, nghe nó rất là xa vời đối với nhiều người. Họ kiếm được 10 triệu, họ lên 20 triệu là họ đã thấy một cái bước nhảy vọt và cái bước nhảy vọt này á, nó làm cho bạn tăng cái phần hạnh phúc khúc này thôi. Ok tại vì sao tại vì từ cái giây phút bạn kiếm được không đồng cho đến khi 20 triệu á bạn bắt đầu nhận thức được là bạn bây giờ bạn giúp cha giúp mẹ giúp gia đình được cho con cái được cho bà con hai bên được chẳng hạn nhưng mà khi bạn tới cái tầng 20 triệu này lên tới 30 triệu nó không còn khác biệt nhiều nữa mọi người ok 30 triệu cho tới từ 20 triệu cho đến 40 triệu 50 triệu cho đến 80 triệu cho đến khi bạn ngồi cái xe à, với khác cái là bạn cũng ngồi xe hơi thôi chỉ là cái xe hơi mới của bạn thì nó sẽ mắc hơn cái xe hơi cũ nhưng nó không đồng nghĩa với là bạn hạnh phúc thêm một chút nào hết á được chưa và lý do tại sao như nói với các bạn là chị nha em chưa có kiếm được cái số tiền đó em không thể kiểm chứng được em không cần kiểm chứng em nhìn những người mà có tiền ngoài kia sống thì em sẽ thấy họ có khi họ rất chán Yeah, có nhiều loại chán chán có thể làm youtube như nhau với những loại chán làm kiểu khác chúng ta không biết Ơ à, do yeah, tại sao em thấy có những người người ta có người yêu người ta quan hệ tình dục rồi người ta cảm thấy không đủ người ta nghĩ là người ta tiếp tục đi làm tình nhiều hơn thì người ta sẽ hạnh phúc hơn nhưng mà không phải em thấy họ càng đi làm tình với nhiều người hơn họ càng cảm thấy trống rỗng tại vì cái cái khúc này nè như nói với bạn nè tới đây là nó bắt đầu về nè cái hạnh phúc của bạn nó bằng bằng vậy thôi giờ cái ba chấm này nè giờ nó sẽ không làm cho bạn Ví dụ như bạn đi ăn nhà hàng sang cũng vậy à, thôi nó uống trà sữa đi. Cái ly trà sữa mà như cho bạn một tháng mà uống một ly bạn thấy sướng, ngày nào như không cho bạn uống ly trà sữa bạn cảm thấy nó trở thành bình thường nó như ly nước của bạn vậy đó. Phải không? Rồi ví dụ như như nói bạn muốn ăn một cái món gì đó các bạn thì là thích, ví dụ như nem nướng đi chẳng hạn, hoặc là đi ăn phở đi hay ăn bún đi. Cái tô bún đó nó chỉ ngon bởi vì một tuần bạn ăn một lần. Nhưng mà nếu ngày nào như không cho bạn muốn bò nó sẽ trở thành bình thường đúng không mọi người? chưa? Yeah rồi cái anh người yêu cái người bạn làm tình các mọi người bạn quốc và tiền nó cũng cái tiền nó cũng vậy ai cũng nghĩ là tiền nhiều hơn thì nó sẽ cân bằng với cái tỷ lệ hạnh phúc của bạn nhưng mà nó không phải nó không phải ok nhưng mà tin vui này những cái thứ mà nó làm cho bạn không hạnh phúc á ok nó lại là cái thứ làm cho bạn hạnh phúc lâu dài ví dụ tập thể dục nè ăn uống điều độ nè đi cho lại xã hội nè đi làm những cái thứ mà vô hình đó mà bạn biết là nó tốt cho sức khỏe này ví dụ đọc một cuốn sách nè thiền nè nghe nhạc điềm tĩnh nè ở trong nhà với một cái môi trường sạch sẽ tại sao như nói là nó làm cho bạn không hạnh phúc tại vì bạn phải đi dọn nhà bạn phải đi quét rác Được chưa rồi ăn mặc Tại sao ăn mặc những cái thứ bình thường tối giản nó lại làm cho bạn không có hạnh phúc nhưng mà theo thời gian nó làm cho bạn hạnh phúc tại vì nó ép bạn đối diện với cái consumer world consumer tức là một cái thế giới mà ai cũng mua 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 mặt 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 đẹp 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 giàu 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 thì bạn làm ngược lại với những cái người đó tức là bạn đang đấu tranh tinh thần là bạn tin vô cái hệ thống niềm tin của bạn là bạn cần phải tối giản và đơn giản và giảm thiểu để cho bạn cảm thấy hạnh phúc giờ thì theo thời gian bạn lại cảm thấy hạnh phúc hơn thì nên như nói có những thứ bạn làm bạn không hiểu tại sao bạn phải làm nó nhưng mà theo thời gian nó duy trì cái lối sống của bạn để cho bạn cảm thấy bình yên cảm thấy ổn cảm thấy hạnh phúc nội tâm của bạn cảm thấy nó nó thanh thản hơn dạ yeah. uống nước là cái thứ mà không ai thích nhưng mà bạn biết uống nước là cái cách để cho bạn có không có bị cái gì cũng rồi dehydration tiếng việt là gì không có bị mất nước trong cơ thể nhưng mà nước thì nó không có ngon nó không có cái vị như là những cái thứ mà mập mạp ngoài kia Được chưa nhưng mà đó lại là theo thời gian nó lại là cái chất tốt nhất cho bạn ví dụ như vậy ăn rau cũng vậy lạc lẽo đâu có gì hết nhưng mà theo theo thời gian nó lại là cái thứ tốt cho bạn giờ còn những cái thứ mà bạn đuổi theo bạn mua theo bạn cứ nghĩ là thêm tiền tiền nó làm cho cuộc đời của bạn dễ dàng hơn như nó nói rồi mà là cho các bạn rất nhiều thứ dễ dàng hơn mua lại được thời gian cho bạn làm được những điều mình thích nhưng mà khi mà bạn đi vô cái tầng mà bạn có thể mua lại được thời gian để làm những điều mình thích rồi á thì bây giờ bạn phải chọn những cái điều ý nghĩa để bạn làm để bạn sống tiếp bởi vì bạn không thể nào tìm hạnh phúc bằng chuyện là kiếm được thêm nhiều tiền làm được thêm nhiều thứ nữa Cảm ơn em, cảm ơn Tim. Con gái 15 tuổi, mê đi chơi, nói không bao giờ nghe giờ phải làm sao? ok như nó từng dạy với các bạn về cái chuyện là con cái với bạn rồi năm nay như nó vẽ rồi đây là bạn ok dạ yeah. đây là con bạn khi nó đã ra trên đời nó rất là gần gũi với bạn được cho 5 6 7 8 9 10 tuổi 11 12 13 14 15 16 tuổi tới đây nè bạn sẽ bắt đầu thấy nó đi một cái đường khác giờ yeah. bạn với nó không còn hiểu nhau không còn biết nhau nữa cho tới ba mươi mấy tuổi trở đi đời nó vã cho trong mặt nó nó bắt đầu nó gần nó ở với bạn nó bắt đầu theo cái triết lý của bạn rồi nó sống với bạn cho đến cuối đời ra yeah. rồi con của bạn ở cái thời điểm này nó yếu đuối và vô dụng yeah. từ đây cho đến đây là như nói cho tới 15 tuổi đó cho nên nó cần một cái chỗ dựa dẫm đó là bạn Dạ, yeah. nó cần người định hướng cho nó nhưng mà đa phần cha mẹ dốt nát cái khúc từ 1 tuổi cho tới 15 tuổi này nè Họ không có dạy con họ tử tế Ok và đến lúc này chính họ họ cũng không biết là họ đang dạy cho con họ cái gì ok họ cũng không hề biết tại sao con họ đi ra tách xa họ cái này như nó làm trong video trước rồi nó sẽ đến độ tuổi mà nó tin bạn nó và nó không có tin bạn nó hoài nghi với thế giới và vân 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 thì cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ ở cái độ tuổi này á, trong cái 10 năm này á, bạn phải sẵn sàng thả con bạn bạn phải thả cho con bạn ra đời để cho nó biết sự thật rồi nó sẽ chọn đa phần tới cái khúc này á, như gọi là break hay là tech. Yeah. ba 30 tuổi có những đứa nó nếu như bạn là người sống có lý tưởng tốt, nếu như bạn là người có lý tưởng cao, nếu như bạn là người sống đúng, nếu như bạn là người sống tích cực, con của bạn sẽ quay về với bạn. Ok. Ngay cái đường này. Con của bạn sẽ quay về với bạn và đó là cái như rất tự tin là Eva một ngày nào đó khi nó 30 tuổi trở lên nó ăn cức đã ngồi đời nó sẽ về và nó mẹ mày ơi mày lại đúng không thương mẹ lắm nhưng như cũng biết Eva nó cũng sẽ vô cái thời kỳ tuổi dạy thầy của nó tức là 12 tuổi cho đến hai mươi mấy tuổi nó chắc chắn nó sẽ bỏ rơi nhì và bạn phải ở khúc này như phải dùng từ là ổn với cái điều đó bạn không ổn với điều đó tại vì bạn muốn điều khiển người khác bạn không ổn điều đó bởi vì bạn không cho con bạn được phép kiểm chứng với xã hội là bạn đúng tức là bạn biết bạn đang sống sai cho nên bạn mới sợ còn nhi như biết như sống đúng ví dụ con nghe đến cái tuổi dậy thầy nó chắc chắn nó sẽ đi nhậu đi ba đi sàn một hai giờ sáng nó mới về đúng không trách nhiệm của nhi không phải là dung túng cho nó cái chuyện đó nhi sẽ nghiêm khắc của nó nhi nói mà không cho phép con đi chơi khuya một hai giờ sáng về các bạn sẽ nói nhi hồi xưa mày cũng chơi sao mày cấm con mày không nhi hồi xưa nhi cũng chơi và nhi biết nhi nói như vậy con nhi nó sẽ vẫn tiếp tục chơi nhưng mà cái người đàn ông hay là một người nào khác trong gia đình Sẽ làm cái trách nhiệm đó Tức là con đã ở đâu Ví dụ như bao qua đón con về Con đã ở đâu gì qua đón con về Được chưa Cái người kia sẽ là cái người thay Nhi Làm cái chuyện đó Còn cái chuyện nghiêm khắc là cái chuyện Nhi vẫn phải nghiêm Tại sao Nhi vẫn phải nghiêm Bởi vì Nhi đang làm gương cho con Nhi một ngày nào đó Nếu nó làm mẹ nó sẽ làm y xì cả như vừa mới làm Tại vì nó cũng sẽ đối diện y xì Cái thời kỳ mà gọi là tuổi dậy thì á cho nên như phải nuốt nước mắt như phải như không được phép thả thí con như vào thời điểm đó đó là cái thời điểm như phải dạy cho nó đúng sai như phải dạy cho nó ăn cách ăn trộm là sai như phải dạy cho nó là quan hệ tình dục bừa bãi là sai như phải dạy cho nó là không được dễ dãi với đàn ông như phải dạy cho nó là như thế nào là một bà hoàng đi ra đường đứng đứng như thế nào đi như thế nào nói chuyện như thế nào tư duy như thế nào suy nghĩ như thế nào như sẽ không dừng cái chuyện mà dạy cho con nhi ok nhưng mà dạy cho con như không đồng nghĩa với việc như bắt con như hiểu ở cái độ tuổi đó nó không hiểu nó quá trẻ để hiểu Bật làm cha làm mẹ bạn phải đủ bao dung bạn phải đủ suy nghĩ bạn phải đủ hiểu là đến cái độ tuổi này bạn cũng bật lại ba mẹ bạn hồi đó vậy hiểu bật lại không bạn nhớ lại đi hồi xưa bạn cũng vậy thôi 12 ba tuổi như nhớ hồi đó mà mẹ kế nhi á lấy áo quần đồ dơ rồi quăng vô trong mặt nhi lấy nguyên mũi ghế ăn bữa lên đầu nhi luôn mà như lì như con trâu như không đứng như không nói như không gì hết cái độ tuổi đó là cái độ tuổi á, mà cái não của bạn á bạn nghĩ bạn biết hết rồi cho nên bạn ghét ba má của bạn bạn ghét xã hội bạn ghét tất cả mọi người tại vì bạn nghĩ bạn to như cái súng vậy đó dạ yeah. thì bạn bắt buộc phải để cho con của bạn được trải nghiệm cái đó và như biết chắc luôn là đến cái độ tuổi con như mười mấy tuổi như cũng sẽ thả nó tức là như thả nó tức là nếu như nó muốn chống đối lại những chó đi ra đường thôi ok mày muốn bỏ nhà đi hả đi nhưng không kiếm nó ví dụ vậy hoặc là nó muốn nói chuyện với Nhi theo kiểu như bố láo như thế nói đây là nhà của tao mày thích thì mày ra ra đường tự kiếm tiền nuôi mày đi con mày ở tiền mày ăn nhà tao mày có quyền gì mày nói với tao đây là cách tao sống thôi. chưa có những cái thứ bạn phải bảo tồn nó đó là như gọi là giá trị đạo đức nè. ok sự công bằng nè sự chính trực nè và cái mà cái sự yêu thương chân thành con bạn phải biết là bạn yêu thương nó nó phải biết là bạn yêu thương nó những điều bạn làm là muốn tốt cho nó ví dụ như vậy nhưng mà không đồng nghĩa với việc là bạn lên án nó khi nó bật lại bạn nhi không có lên án thì con như bật lại nhi nó bật lại nhi, nhi lại càng khoái nữa tại vì á nó phải thông minh thì nó mới bật lại bạn tại vì nó thông minh thì nó mới đặt câu hỏi còn nếu như nó không có não nó sẽ già dạ mẹ 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 xong nó làm nó học cho cố đã bao nhiêu người ở ở Việt Nam như thấy cái cảnh này rồi con học ra cái bằng xong quăng ngược vô mặt ba mẹ này cái bằng cho ông bà đó sướng chưa Sướng chưa? Giờ tôi đi sống cuộc đời của tôi. Cả đời mất con luôn. Bạn muốn cho con bạn đi ra khỏi bạn một thời gian và quay trở về hay bạn muốn mất con luôn? Tại vì con của bạn chắc chắn đi luôn đó. nhiều người vô đổ lỗi cho nhi lắm vì nhi mà họ mất con không các bạn mất con từ lâu rồi các bạn mất con từ khi mà con của các bạn cái giây phút mà bạn đẻ nó ra mà bạn không dạy là bạn đã mất nó rồi dấu hiệu cho thấy bạn cần đi vô tim nhi lê em không còn cảm thấy vui em không còn thực sự bất kể tình huống nào trong cuộc sống em cảm thấy quá điềm tĩnh em cảm thấy em tụi bay là mấy cái đứa làm biến đó biết không tụi bay quá rảnh hiểu không tao biểu đi vô đây đi học đi cống hiến cho xã hội và dạ không nhưng em thích ngồi đây và em buồn lần thứ một ngàn nè quá rảnh và làm biến chứ không có cái bệnh mại gì hết á tim nhi lê luôn luôn thiếu người nha mọi người tại vì sao tại vì càng nhanh những cái video này tung ra cho xã hội thì càng nhiều đứa con đích vô dụng mới lớn á, là là làm tệ nạn xã hội á, nó có cơ hội để trở thành người hữu dụng cho xã hội á bệnh của tụi bay là bệnh làm biến chứ không có bệnh con mẹ gì hết á làm biến thấy mẹ à em cảm thấy mất phương hướng em cảm thấy cuộc đời không đi về đâu đi vô đây tao đưa cho mày ba chục cái video tao mày cắt coi tao coi tao ngó coi đời mày nó đi về đâu liền á cắt video cũng là một hình thức để mà học kênh như lê hiệu quả hơn đó tại vì trong lúc mà bạn cắt video á bạn có thể nghe video như chậm lại sáng sớm vô phụ anh trung cho mấy bạn tập thể dục kìa cảm thấy đời hết điềm tĩnh liền em ơi tao vô tao cho mày hít đất một trăm cái tao coi mày còn điềm tĩnh không cảm thấy cuộc đời em vô vị vô nghĩa không có ý nghĩa vô đây trung chứ cho mày bắp bi thêm hai chục cái rồi coi có ý nghĩa liền gì đâu làm biến với mẹ à sợ không có việc gì, gì làm nữa yên tâm ở trong nhà có bao gạo hai chục ký không anh trung cho mày suốt với bao gạo hai kg ký cái là tự nhiên mày hết điềm tĩnh liền có gì đâu là mày tỉnh liền luôn hết điềm tĩnh mà đủ qua tỉnh nó biết không tỉnh táo á nhấn em ở trong tim nhi lê facebook hoài em nhấn vô cái khung chat đó mấy bạn admin sẽ hỗ trợ em tụi bay rất rảnh làm sao để vô tim hả nhấn giữa dưới cái không chat của facebook tim nhi le á, mấy bạn sẽ thấy cái đường link ở dưới không mô tả giờ mấy bạn sẽ support em mấy bạn sẽ hướng dẫn em vô tim sơn xúa mộng mơ bay bỏng và với va với vẫn Một lũ cho chơi mới lớn vô đây bà đặt nói chuyện với ông cụ non sầu đời đời mày đéo có con mẹ gì sầu đâu làm biến đó chứ không có cái bệnh mẹ gì hết đó bệnh làm biến thôi bệnh lười á than than thở thở ở nhà ba má mày than thở rồi con ơi ở nhà đi ừ đừng đi ra ngoài kia khiên nặng tội nghiệp con hết đất trăm cái không làm được mà đòi đi ra đời vả vô trong mặt mày đời vả trong mặt mày 500 cử tao coi coi với trẻ ngày hôm nay là kết quả của một đống cha mẹ giáo dục con không có kiến thức á giờ yeah. muốn chỉ muốn cho con mình sướng thôi nó sướng quá lên đây nó nó than đó là, em điềm tĩnh quá chị cuộc đời em nó trôi qua em cảm thấy em trầm cảm <laughs> cảm thấy cảm thấy em sống không có ý nghĩa gì hết đó chị mày sướng quá mà má mày học cơm vô học mày mày lấy đâu mà mày mày thấy cuộc đời có ý nghĩa mày thử mày đi ra đường mày kiếm tiền mày nuôi ba má mày thử đi tự nhiên mày thấy đời đẹp liền đẹp lắm dạ yeah. em cảm thấy em không có chí hướng tương lai em không biết em đi về đâu em cảm thấy 18 19 tuổi rồi mà em không biết là em định hướng nghề nghiệp em sao làm trai làm gái gì cũng được ok làm cái gì cũng được giác cái đít ra làm đi rửa chén cũng được em thờ hồ cũng được ấy đi học sửa máy lạnh cũng được em đi học làm uh, sửa ống nước cầu đường học cái gì cũng được học một cái làm đi em là cuộc đời có ý nghĩa liền vô thở ra như ơi thiền thiền như ơi <laughs> à, thiệt anh chứ tự nhiên á tao ngồi tao la nó xong á tôi thèm ăn bún riêu dễ sợ mà giờ tao không biết ở đâu ra bún riêu để ăn nè tự nhiên tao ngồi tao la nó xong tự nhiên cái đầu tao nó bắt đầu nó nhảy số và tao bún riêu giống mấy bún riêu ở đầu ăn nữa trời ơi <laughs> tao cũng nghĩ chắc giờ nó bình tĩnh hơn rồi đó chạy cũng đoán vậy đây nỗi khổ người ở singapore muốn ăn đâu phải muốn có là bay ra tiệm muốn riêu ăn liền đâu bay ở việt nam sướng lắm muốn ăn gì đâu cần ăn nín luôn quá chứ nó nín liền gì nữa tình yêu của chị à dạ yeah. nín luôn quá nín liền gì nữa ờ cho ở việt nam là tụi bay dắt gửi cho tao dắt hai chục tô luôn này sướng dễ sợ tao bảo đảm thế nào trong nhóm xíu nữa một bài tụi bay cũng chụp mình tao muốn rêu gửi hay chưa tao giết ngay quá đáng Đó, nó biết nhiều mê ăn Không sao nhưng còn muốn bò ở nhà như sao không muốn bò lại nha không, không được ừ, ở Việt Nam là được ăn chật ăn cái liền có mấy đứa kêu gì như vậy học la giữ giữ tượng này nọ như thiệt như vậy hiền mấy bạn đâu coi đâu mà mấy bạn xạo quá đi bằng chứng là mấy bạn coi mấy video về viral như là toàn là mấy mấy cái video như la không à dạy anh người yêu nấu ăn bắt trời ơi tôi thề anh người yêu chị chỉ làm chị được vài món vậy nè em mì gói đặt grab cho chị grab <laughs> đặt, đặt đồ ăn lên grab dắt vậy đi ăn nhà hàng à, làm được cho chị mấy cái món mà người trung đông ăn đó là bánh bánh sandwich hay là bánh với chi hay là bỏ cái cái grab là cái cúng á rồi bỏ đồ ăn của người Trung Đông thôi đó anh người yêu chị chỉ có thể đi mua đồ ăn cho chị vậy thôi mấy đứa mà nó kêu chị như là xong là tỉnh nghe riết thành mắc cười mấy đứa mà lần đầu nghe Nhi la mà không cười á là tại vì nó chưa bao giờ coi video như lê cho nên nó tự ái á bị không cái cục tự ái nó trồi lên á hết tôi hờn bà tôi không coi nữa ví dụ vậy dạ yeah. đó còn có đứa mà coi video như lê mà như nghe tới cái khúc này xong nó cười hả họng như mấy cái con này á là dấu hiệu cho thấy ban đã đủ mặt dài để ở với Nhi lê <laughs> để hiểu được là mình là cái đứa có vấn đề chứ không phải bà nhi <laughs> tại mình làm biến đó là sự trưởng thành nó 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 là cái hình hồi nãy đó mọi người và cái khúc này nè cái khúc này nè cái khúc nào đây 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 cái khúc này cái khúc này cái khúc mà hình như là mình không biết nhiều như mình nghĩ á được chưa và chắc là mình không bao giờ coi hết video như lê đâu rồi tới rồi cái khúc mà mấy con cười ha hả ở đây nè là ha 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 đó bây giờ là cái mặt nó cười ha 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 tức là mọi thứ bắt đầu hợp lý rồi đó khi mà chị như la rầy mình bắt đầu hiểu vấn đề rồi đó cười, cười thiệt luôn á mà chưa lên cái khúc chuyên gia tao biết nhưng mà tụi bay cũng ở cái khúc mọi thứ bắt đầu hợp lý này này là ha ha đó hiểu không hiểu không <laughs> hai đứa lên như bài cho anh người yêu nấu không nó chỉ thích ăn bún bò của tao thôi chứ nó không nó không nó nó mà nấu được tao chết liền <laughs> lý phải <bài. cười> đúng mà đúng rồi thì ừ thì tao biết tụi bay đó còn ở được với nhi leo mà tụi bay ngồi mà tụi bay cười cái khúc này là tao biết tụi bay sống ở tầng này rồi đó thấy không kiến thức mới dạy áp dụng liền luôn còn cái thằng mà hồi nãy nó nghe tao nói xong nó tịch nó đi luôn nó là nó ở cái phần mà tao biết hết rồi mày ơi tao biết hết rồi. Tao biết hết rồi. Yeah. She didn't answer anything. I think you just go and pick her. I didn't see any response from her. <laughs> Mày, quá nhà, Mày quá đáng nghe tâm nghe, quá đáng nghe. À. <laughs> Dấu hiệu nghi nghi lệ la cỡ nào cũng nghe. À... Tụi em có biết câu thần chú để chúng ta có thể À, có thể sống mà là gọi là mạnh mẽ lên và 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 nhấc cái nắp lên là gì không? Thấy mọi người có biết câu thần chú của Như Lê không? Tôi không biết gì hết á tự nhiên tao chia sẻ với tụi bay câu này chị tụi bay cũng đâu làm <laughs> tụi bay sẽ luôn nói em biết hết rồi chị em biết hết rồi chị không tôi không biết gì hết á tại sao như nhấn mạnh cái chữ như không biết này các bạn bởi vì khi như nói như không biết cái gì hết hoặc là như không biết nhiều như như nghĩ á cho nên ngày nào như cũng học công thức thành công của nhi đó ngày nào như em nói như không biết gì hết á như không biết nhiều thứ lắm như không biết nhiều thứ như muốn học công thức công thức bí mật thành công công thức làm giàu của chị lê đó tao <laughs> khoái khúc này quá à, tao chia sẻ tụi bay cũng đâu làm đâu <laughs> không biết gì hết á không biết gì hết <laughs> sáng nào mà chị luôn nói với đầu chị mà không biết gì hết đó nhì hôm nay lại là một trang giấy trắng mới học đi mày không biết gì hết á học tiếp đi mày không biết nhiều như vậy đâu học hết đi tại sao tao cười tại vì tao biết là tụi bay không có chịu làm như vậy mỗi sáng đâu Cho nên tao mới cười vô họng tụi bay á tại vì khi mình biết thêm một cái gì đó rồi mình tự hào lắm biết không dạ yeah. chị đã từng nói rồi mà em nhìn thấy hai đứa đó nó tụt quần nó quất nhau trên giường em còn chưa phải tin là cái chuyện đó là thiệt nữa mà có những thứ em biết chưa chắc là em biết đâu dạ yeah. có đứa có đứa nó còn vô nó nói chị là chị Nhi em phát hiện ra bạn trai em ngoại tình em nhìn thấy tin nhắn của ảnh với cái con kia rồi cái con kia chắc riêng cho em nói với em là bạn trai của em ngủ với cái con đó rồi này kia kia nọ như nói cái xong như nói em đối chiếu lại với bạn trai em chưa cái dạ em đối chiếu rồi bạn trai em nói bạn trai em không có dạ cái chị mới nói nói vậy nè em ngon em nói chuyện với bạn trai em với con nói chung luôn đi tại vì nếu như thằng này mà nó gọi tình thiệt á nó sẽ nó sẽ sợ nó sẽ không dám gặp con kia thằng này dám gặp con kia luôn tại vì thằng này nó cũng tò mò là cái con điên nào vậy và cuối cùng tụi em biết lời la ra cái gì không cái bà này á cái con này nè nó không có tin thằng này và cái con kia á, ganh ghét con này muốn kiếm chuyện để đâm để cho con này bỏ thằng này ac thằng này bỏ con này tại vì mày không tin tao tao ơn mày chi nữa và cái chuyện đó là chuyện giận lên em biết giận lên không tức là hai đứa này chưa bao giờ ngoại tình á một xuất phát điểm là từ con này hay gan không tin thằng bồ hai xuất phát điểm thứ hai nữa là cái con kia cố tình gài bẫy cũng đến từ ganh ghét cũng thấy con này có bồ đẹp trai giỏi ngon cho nên chị nói có những chuyện em nhìn là như vậy nhưng mà chưa chắc là như vậy mà không biết cái con mẹ gì hết đó bởi vì con người là xảo huyệt con người là gian trá con người là giận bẫy cho nhau con người là xạo chó con người là ganh ghét con người là phía trước dạ mày là bạn tao nhưng mà sau lưng đâm mày con người là rứa ra hắn điếm lắm hắn điếm thúi lắm biết chưa đừng nghĩ là mình biết hết mình biết cái câu mẹ gì hết á thằng chú đó thằng chú làm giàu ở nhi lê đó nhưng không biết gì hết á à. <cười> có mấy đứa nó kêu chị nhi làm anh bạn trai của chị nhi nói phải có cái nụ cười dễ thương đáng yêu tao đâu cười dễ thương đáng yêu đâu em phải cười sẵn khoái chị gọi sẵn khoái tức là em muốn cười thì em cười thôi đừng cứ cười, <cười> anh nói chị mất cười quá hi 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 đừng nói vậy kỳ lắm <cười> má cười vậy ói ỉa chết luôn á cười chi mệt mỏi vậy em thích là em cười thôi em cười to em cười lớn em cười nha răng em cười sao không được chưa cái nụ cười của em phải thể hiện là em thôi tao lúc mà tao gặp trai trong nhà hàng tao gặp bạn trai tao tao về nè tao thấy đi từ xa tao kể chị cho nghe khúc này cắt kể chị nghe tao thấy nó từ xa là tao đó mà tụi bay biết nó đi ra đường mà thấy trai buổi tối nguy hiểm lắm tại lúc đó tao thấy nó cũng tối khuya không có đèn rõ đâu không có phải đàn mà đèn như livestream rọi vô mặt vậy đâu thôi nó cũng đẹp trai đi nhưng mà nó không phải là nó xuất sắc theo kiểu là model theo này nọ không nhưng mà do cái ánh đèn buổi tối nó mờ đi một chút nó làm cho ảnh ví dụ như 7 điểm thì nó cũng lên 10 điểm là do đèn ok nó bước từ xa là tao nhìn nó tao là ui gu của mình gu của mình đến rồi rồi xong tao cười thôi tao cười với một nụ cười với ánh mắt theo kiểu là tao nhìn mày đó thằng kia đi lại hỏi số điện thoại đi vậy thôi tụi bay hỏi chị nhi làm sao để cười tươi cười duyên cười dáng được em phải biết là em có năng lực và thằng nào ở được với em thằng đó là diễm phúc thì cái nụ cười của em á nó sẽ không còn là nụ cười tự tin nữa mà là nụ cười có năng lực có biết không có năng lực tức là mày trúng số rồi đó con gái thả tính là mày trúng số rồi đó mà gái này mà thả nên là mày trúng số đó kiểu rứa đó dạ yeah. nụ cười của chị không phải là nụ cười tự tin nụ cười của chị là nụ cười có năng lực năng lực tức là tao biết tao giỏi tao biết tao tự tin tao biết tao đẹp tao biết tao có nhân sắc tao biết tao sắc xảo tao biết tao xuất sắc tao biết thằng nào mà được tao tia là thằng đó trúng số bạn trai dở gì giỡn gì miếng mọi cây trong, trong đời anh nó có cái ngày anh biết đến chúa tức là nó theo đạo mà và cái ngày anh biết đến em là hai ngày thay đổi cuộc đời của anh nó cười ỉa của nó luôn <laughs> nó nói chuyện với chị vậy đó ok ừ chị là chị thôi nhiều đứa nè còn có mấy con bánh bèo nữa cái vô cái cái sách về vô cái khúc này nè nhi chị giống máy tính này, em Nhi chị mê em quá Chị Nhi ơi em y chị Chị Nhi ơi chưa bao giờ có ai mà giống em như chị Không có ai giống con Nhi này hết Tôi là tôi Tôi nói cho mấy bà nghe tại sao mấy bà không giống tôi nè Làm video đăng lên đi Mẹ ơi có mở cơ mà Eo có lâm dám làm sợ thế mẹ Đợt. Em giống như chị Nhi Em giống như chị Nhi giống cái chỗ nào Làm sao mấy bà điên bằng tôi được Mấy bà điên bằng tôi Mấy bà làm youtube rồi không ai giống như leo nghe anh người yêu quá như cũng nói mà muốn học thả thính từ trai như leo từ anh người yêu như leo không Đi nghe câu anh chốt hoàng em nè em là tất cả mọi thứ mà anh không muốn và em là tất cả mọi thứ mà anh không thích nhưng mà em là tất cả những thứ anh cần và em là tất cả những cái gì mà anh yêu ghê không sến cỡ đó đó chị không phải gu nó chị cũng không phải là một cái con mà ngọt ngào để ở chị rất chua chị rất đắng chị rất cay nhưng mà đây là cái thứ ảnh cần trong đời ảnh để trở thành một người đàn ông thành đạt đó là lý do tại sao ảnh yêu chị bởi vì ảnh biết là ngày mai mà mình đi ra chiến trận là mình phải đem một cái con như vậy nè chứ không thể nào mà đem một cái con bánh bèo đi ra được đem một con bánh bèo đi ra phải bảo vệ nó nhưng mà đem cái người này đi ra có những cái lúc á gặp biến cố với nhau á chúng ta sẽ cùng nhau đối diện và chiến đấu với nó bởi vì chúng ta là một đội yêu thương nhau là một đội đó câu thả thính của trai trai bồ nhi đó <laughs> tâm mày cũng đâm kinh lắm tao nghe mày không vừa đâu gì <laughs> rất chi là gì <laughs> Có người muốn tham gia team gà ai bó bằng hạnh kìa rồi má vũ khí để sẵn luôn Bảy thấy tim gì lê chuyên nghiệp chưa <laughs> Có người muốn vô kìa Phăng scan liền anh em ơi <laughs> không thế nào mà tụi bay có biết tại sao tụi nó chuẩn bị cái này phần này không cái là, gọi là phần này nè ơ lộ đâu rồi camera đâu đâu kia kia tụi bay biết tại sao không tại vì sau khi mà tụi nó ở với tim nhi lê chớ một trăm bảy mươi số và đây không phải là cái câu hỏi đầu tiên á <laughs> tụi nó theo kiểu tao đủ cái tụi bay rồi nghe tao soạn đồ sẵn rồi đó chỉ có scan đi vô thôi đó nghe tao đủ với tụi bay rồi tao mệt rồi đó hỏi miếng có một câu à trăm bốn mươi bảy cái livestream hỏi y xì nè scan scan liền đi đó đó tụi nó kiểu đối diện với tụi bay theo kiểu gì đó scan nhanh dân hồng đi thì... <laughs> tụi nó dân <văn> hồng thiệt <laughs> dân tặng dân tặng tặng hồng mà kiểu đó là nè tao mệt với tụi bay rồi đó nghe hỏi miếng có câu hỏi miếng vậy sự chuyên nghiệp của bạn sẽ tăng lên từ cái giây phút mà bạn bị hỏi một câu trăm lần dạ yeah. không mấy từ giờ trở đi mà mấy đứa mà nó quăng cái câu về tình yêu á tụi bay cũng quăng cái qr code như vậy lên đi đó. cho tụi nó scan vô đó Thấy? chứ video nào cũng có chừng đó câu tình yêu với bánh bèo với vô dụng miết mà này như cũng mới trả lời trong live 147 hôm qua luôn nè à. đi vô coi đi bạn ở cái câu cuối cùng á còn ai có thể nào mà kiên nhẫn hơn Nhi Lê nữa không làm video rồi còn dân tặng miệng rồi còn hầu hạ đưa rước mấy người tới cái video đó để coi nữa có còn ai trên cõi đời này có thể xuất sắc hơn tôi nữa hay không Thấy. Ui chú cha mẹ ơi cái gì livestream stream 2 tiếng rưỡi luôn kinh đó Thôi ơi tôi bị giật mình Tôi còn không biết Tôi còn không hề biết là tôi nói chuyện 2 tiếng 20 phút Thôi được rồi đi ăn đây Bà cho cha nó nghĩ đến tôi bún riêu nãy giờ Giờ đang suy nghĩ ăn sao đây Chỉ cái việc éo nấu gì cho ăn Đi lục bún ăn đây chứ giờ sao giờ lục bún để nấu bún bò ăn Này này xin lỗi ngài đó bụng lắm cũng muốn đi ăn bún lắm mà có lại được có một đứa nữa nè em hay thích học này học kia nhưng không liên kiên nhẫn được lâu quá muốn cải thiện hơn chị ơn em ơi trên đời này không có cái cải thiện nào cho cái sự làm biến của em bằng cái chuyện là nghèo tiếp đi khổ tiếp đi dốt tiếp đi nghe không? mấy đứa làm biến đi vô đây chị làm sao để cải thiện không có cái cải thiện nào ngoài cái chuyện làm biến nó là chăm chỉ lên hết á xiên lên á chấm hết tụi bay muốn đi tìm rocket rocket size, size formula hả tức là tụi bay muốn đi tìm công thức để thiết kế ra cái cái tên lửa để bay lên trời hả để ra rocket để bay ra ngoài vũ trụ hả không có đâu công thức rất cân bản bỏ mẹ cái sự làm biến của mày đi đi vô đây đi vô đây tụi nó bày cho ha hôm nay tao đúng tao giờ tao đói bụng tụi nó vô tụi nó chọc tao thiệt luôn á bay có người kêu thích nhây nè dạ không có gì đâu chị mấy đứa này là phải vô mặt vậy vậy nào mấy đứa nít trẻ trâu này chị em muốn cái này muốn cái kia nha không muốn làm cái gì hết trời ơi mày có làm tình mày có muốn làm tình mày cũng phải tụt quần mày ơi mày có muốn quất vô cái lừa con nào mày cũng phải dắt nó đi ăn mà trời đất quỷ thần cái gì cũng muốn nhưng không muốn làm má tao đang đói bụng nó đi vô đi chọc tao mà nội cha nó chứ có tao kim ngưu tao đói là tao cọc á mấy anh người yêu của tao biết cái đó rồi thấy tao đói là do cho tao nhét vô họng liền tụi bay cũng vậy đi chưa à? anh danh bữa không vậy tao về sáng sớm tôi thức dậy tao đói bụng tao kêu dạ nơi đói bụng chị ơi bánh mì chưa có xong chị ơi người ta đang cột bún keo nhanh lên tao sắp quào wow rồi á à, nó hoảng luôn nó về mà nó kiểu như về mà chống xe không kịp luôn mà tao đói tao wow quào đó Ừ tao xấu đa xấu ăn lắm Thiệt ừ, Cọc lắm Bởi vậy giờ Việt Nam là tụi nó khôn rồi Hai ba tiếng trước giờ chị Nhi đói là nó đã hỏi rồi Chị Nhi chúng ta sẽ đi ăn cái gì đây Chúng ta phải lên kế hoạch trước khi chị Nhi đói Chứ lên chị Nhi đói là chị Nhi lên cơn đó Tao đói tao cọc lắm Rồi rước nghe Bye bye như thường lệ đừng có quên like share và subscribe cái kênh của Nhi Lê gặp lại các bạn trong những cái like kế tiếp của nhì và như thường lệ đừng có quên là like share và subscribe cái kênh youtube của nhì đừng có quên là like share subscribe hết tất cả các kênh khác trên nền tảng xã hội khác rồi những các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái chuyện học cá nhân với nhi có thể nhấn đôi vô đường link không muốn học cá nhân với nhi học trực tiếp ở đây thì tiếp tục học muốn học với thầy nhi cũng vô đường link luôn muốn tham gia nhi lê tim cũng vô đường link luôn tất cả những đường link thì under the description tức là dưới cái khung mô tả đó không mô tả có bên này không mô tả nhấn vô cái không mô tả nó khó hết mấy cái đường link màu xanh da trời đó muốn cái nào nhấn cái đó được chưa thì sẽ gặp lại các bạn trong những cái livestream kế tiếp bye